Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ái Việt. Thầy là người Việt Nam đầu tiên được Viện Hàn Lâm Khoa học Hungary trao phần thưởng. Thầy có gần 10 năm làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Mỹ. Thầy được mệnh danh là người mở đường cho nền công nghệ thông tin Việt Nam trong thương vụ mua bản quyền Microsoft Office với Bill Gates. Thầy từng là nguyên viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin của Đại học Quốc gia Hà Nội. Và hiện tại, thầy là trưởng khoa công nghệ thông tin trường Đại học Đại Nam. Chúng ta cho đến nay thì chúng ta vẫn học rèn đi rèn lại cái gọi là bài vỡ lòng về lập trình. Đấy, tức là chúng ta đừng coi thường là bài vỡ lòng lập trình nhé. Tức là nếu mà chúng ta cứ thành thạo vỡ lòng thôi, có thể làm được tất cả các thứ trên đời này. Đấy, muốn lập trình cái gì cũng chỉ cần bài vỡ lòng ấy thôi. Thì bài vỡ lòng gồm có 3 bước đúng không? Một là biến và địa chỉ. Mà nếu mà trình độ cao hơn trong C thì chúng ta sử dụng được con trỏ. Mà lần trước chúng ta thấy là con trỏ là sẽ có một cái gì, sẽ có một cái tác dụng khi mà chúng ta xử lý các cái chuỗi hoặc là các cái mảng. Cái bài thứ hai là cái bài mà truyền dữ liệu, truyền ra, truyền vào, truyền từ file, truyền từ màn hình, rồi ra màn hình, rồi ra file, truyền từ bàn phím vào, rồi truyền giữa các hàm với nhau. Đúng không? Các hàm, chúng ta truyền qua cho các hàm khác nhau. Thì chuyển biến, nếu mà chúng ta có thể dịch chuyển biến bất cứ chỗ nào, tức là điều chuyển các biến, các cái giá trị của các biến đi những nơi nào chúng ta muốn, thì là chúng ta đã làm chủ được chương trình. Thế cái đấy, thì tức là biến, địa chỉ. Thì khi mà truyền như vậy thì là cái bước thứ hai. Và cái thứ ba là vòng lặp và rẽ nhánh, đúng không? Logic thì dùng if hoặc là gì đó, tức là khi nào chúng ta trường hợp mà điều kiện nào thỏa mãn thì chúng ta xử lý như thế này, điều kiện khác thì xử lý khác. Thì vậy là chúng ta có thể vòng lặp và rẽ nhánh logic là xử lý tất cả những cái vấn đề mà xử lý dữ liệu của trong lập trình. Đấy là ba cái bước. Tức là nắm được ba cái này, chúng ta muốn làm gì với lập trình chúng ta đều có thể làm được. Tuy nhiên là để mà làm mạnh mẽ hơn thì chúng ta cần những công cụ mạnh hơn nữa, đúng không? Ví dụ như là chúng ta phải biết phải biết thế nào là xử lý chuỗi, xử lý những cái cấu trúc dữ liệu đặc biệt để làm sao cho nó nhanh. Còn nếu mà bất cứ cái gì chúng ta đều xử lý dữ liệu dưới dạng dữ liệu cơ bản của C thì sẽ làm rất là lâu. Thế cho nên chúng ta hôm nay chúng ta sẽ học đến cái chiêu gọi là chiêu cơ bản. Nếu các chiêu cơ bản này các em nắm được ấy, thì các em có thể xin việc ở các công ty và đã có thể nhiều công ty muốn thuê các em và có thể kiếm tiền, bắt đầu kiếm tiền được rồi. Thế nhưng mà bởi vì cái bài giảng này tôi chỉ tập trung vào một chiêu ở trong cái chiêu cơ bản thôi. Đấy. Chúng ta còn phải nhắc thêm một cái điều nữa trong cái cơ bản về lập trình, tức là trước cái chiêu số 0, trước chiêu vỡ lòng ấy, chúng ta gọi là cái trước khi đó thì chúng ta phải có một cái, tức là biết thế nào là sơ đồ luồng, đúng không? Biết thế nào là đọc cốt và viết cốt, tức là đọc cốt và dựng thành sơ đồ luồng. Còn viết cốt tức là từ sơ đồ luồng mà chúng ta viết thành cốt, đúng không? Làm thế nào để có sơ đồ luồng? Nếu mà chưa có cốt thì chúng ta phải có một quá trình gọi là nghiên cứu cái bài toán để mà chúng dựng ra sơ đồ luồng. Đấy là một thao tác, sơ đồ luồng là một kỹ thuật. Kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật mổ. Tôi xin lỗi. Chúng ta cái thứ hai là chúng ta mổ thư viện. Đó. Thế thì vậy là chúng ta càng đọc nhiều thư viện càng tốt, và tôi nhấn mạnh tức là có mấy cái thư viện mà chúng ta cần đọc, quan trọng nhất là STDIO và STDLib. Thì hôm nay chúng ta lại dượt lại một lần nữa. Rồi có các thư viện như là C-Type, Time,
rồi string, đấy là những thư viện quan trọng. Nhưng mà hai cái thư viện bắt buộc phải nhớ là stdlib và stdio, đúng không? Đấy, lần trước chúng ta đã nói qua. Thế hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào cái lập trình ở trình độ gọi là cơ bản. Đấy, trình độ cơ bản tức là nói là cơ bản, nhưng mà nếu mà chúng ta thành thạo cả ba chiêu này thì chúng ta có thể đi làm được. Nhưng bởi vì giới hạn của bài tập cho nên chúng ta chỉ sử dụng cái chiêu đầu tiên thôi. Chiêu đầu tiên là xử lý chuỗi. Chiêu thứ hai là xử lý giao diện. Đấy, giao diện thế chúng ta vẽ được đồ họa, vẽ được các hình vẽ thì gọi là giao diện. Và thứ ba là chúng ta lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, tức là cho cái chương trình của mình tương tác với một cơ sở dữ liệu nào đó để mà lưu dữ liệu lại, để sau này dùng, lấy ra lấy vào trong cơ sở dữ liệu. Thì biết được xử lý chuỗi, thứ hai là giao diện, thứ ba là lưu dữ liệu thì vào cơ sở dữ liệu, thì lúc bấy giờ là chúng ta hoàn toàn có thể coi như là một chuyên gia về lập trình, có thể đi kiếm tiền được. Đấy, thì tôi nhấn mạnh cái ý đó. Trông đơn giản thế thôi, nhưng mà cứ học đi học lại, đến khi nào mà thành thạo thì thôi. Thì hôm nay chúng ta chỉ học xử lý chuỗi thôi. Chúng ta nên nhớ là cái chiêu lập trình, ba chiêu lập trình cơ bản ấy, thì nó cũng liên quan đến ba chiêu vỡ lòng. Thí dụ xử lý chuỗi là liên quan đến phần xử lý, tức là sẽ dùng vòng lặp và logic, đúng không? Rẽ nhánh logic. Thứ hai là giao diện thì cũng tương đương với việc là chúng ta truyền dữ liệu, đúng không? Giao diện, tại vì sau này chúng ta truyền dữ liệu là truyền qua giao diện đồ họa, đúng không? Chúng ta dùng con chuột và chúng ta bấm lên những cái menu rồi các thứ, tức là bấm lên đồ họa để chúng ta đưa dữ liệu vào, đưa dữ liệu ra và xử lý những cái tác động bằng con chuột. Cái cơ sở dữ liệu thì cũng là truyền dữ liệu, như truyền để chúng ta truyền vào cơ sở dữ liệu để chúng ta lưu lại cho nó an toàn và lấy ra cho nó dễ dàng. Thì đấy là chiều cơ bản. Thì hôm nay chúng ta đi về xử lý chuỗi, chúng ta chỉ đủ thời gian một tiết thì chỉ đủ làm một buổi chỉ đủ làm xử lý chuỗi thôi. Chúng ta có thể recap, vừa rồi là recap, tức là nhắc lại bài cũ. Thì có ai hỏi câu gì về bài cũ không? Đúng không? Nếu không có thì chúng ta sẽ tiếp tục nhá. Đây là đọc vọc rồi các thứ, tất cả cái này chúng ta đã học rồi, đúng không? Cái sơ đồ này thì biết rồi, có sơ đồ luồng và mổ thư viện rồi, đúng không? Đây là, và chúng ta đã, lần trước chúng ta đặc biệt là chúng ta đã hiểu về con trỏ rồi, đúng không? Con trỏ tức là cái cao nhất của cái phần mà biến và địa chỉ, thì chúng ta cũng nói về sử dụng con trỏ để mô tả mảng. Xong rồi. Đấy. Thì và chúng ta đã nói phần thực chiến, thì chúng ta đã, lần trước chúng ta đã set cái bài toán mảng bằng cách tức là set một cái chương trình mà quản lý sinh viên. Xong sau đó chúng ta xem là cách truyền dữ liệu qua hàm như thế nào, và chúng ta cấp phát bộ nhớ động như thế nào bằng cái gọi là alloc, rồi là realloc, rồi là malloc, đúng không? Tức là chúng ta cấp phát địa chỉ. Thế thì bây giờ chúng ta có thể làm cái bài tập về nhà. Chúng ta sẽ làm cái bài tập này và chúng ta xem cái trong có một cái chúng ta nên dùng rất là nhiều các resource ở trên tài nguyên ở trên mạng. Thí dụ như có cái địa chỉ của cái blog của anh Nguyễn Văn Hiếu này, tức là cấp phát bộ nhớ động cho mảng 2 chiều. Chúng ta mới nói đến mảng 1 chiều nhưng có thể mảng 2 chiều, đúng không? Thì chúng ta có thể đọc cái phần này để chúng ta học thêm, không đi sâu. Thế thì bây giờ chúng ta quay lại cái vấn đề làm thế nào để thiết kế một cái chương trình máy tính, đúng không? Thì
chúng ta nên làm một cái việc như thế này. Tức là khi mà chúng ta viết ra một cái sơ đồ luồng ấy, thì chúng thí dụ như chúng ta viết bằng thí dụ đầu tiên chúng ta phải lấy dữ liệu từ bàn phím, xong rồi in dữ liệu ra màn hình, rồi lấy dữ liệu hoặc là lấy dữ liệu từ file, in ghi dữ liệu ra file. Thì đối với từng cái câu, cái chức năng thao tác như thế này ấy, thì chúng ta sẽ có một công thức để mà thực hiện. Thí dụ như là lấy dữ liệu bàn phím thì chúng ta có thể là scanf, đúng không? In ra thì là printf, hoặc là lấy dữ liệu là get chẳng hạn thế, đúng không? Thí dụ như tất cả những cái rồi in dữ liệu ra màn hình thì có thể dùng put, vân vân. Rồi lấy từ file chẳng hạn, chúng ta sẽ có open, xong rồi printf, rồi get, rồi close. Tức là chúng ta nên là có một loạt các cái chức năng như thế này, và mỗi chức năng này chúng ta có một cái công thức để dùng, mà chúng ta nên là sử dụng hàm thư viện để mà chúng ta thực hiện. Tức là cứ dữ liệu lấy dữ liệu từ bàn phím là printf, scanf. Printf là để làm gì? Printf là để cho người dùng biết là khi nào gõ cái gì, đúng không? Thí dụ như bạn hãy gõ tên của bạn chẳng hạn thế, thì là printf. Thế còn xong sau đó thì cái máy tính nó sẽ đợi là mình gõ xong rồi nó lấy cái chuỗi vào, hoặc là lấy một cái số hay là tuổi của bạn là bao nhiêu, thì là lúc bây giờ là máy tính nó dừng lại và chúng ta gõ vào là 24 chẳng hạn, thì là nó sẽ lấy cái số 24 vào, đúng không? Xong sau đó chúng ta sử dụng số 24 để làm gì thì tùy. Có thể trong những trường hợp mà lấy số nguyên hoặc là lấy chuỗi thì nó có sử dụng các cái hàm khác nhau. Thì mọi người cố gắng là tự mình làm ra một cái file như thế này, và có những cái lấy dữ liệu từ bàn phím này, lấy in dữ liệu ra màn hình này, lấy dữ liệu từ file này, ghi dữ liệu ra file này, rồi truyền dữ liệu cho hàm, thì là mình ghi các cái công thức này lại để mà sau này mình cứ sử dụng lại thôi. Đến đấy là khi nào cái lược đồ sơ đồ luồng nó nói là lấy dữ liệu thì là mình biết là dùng hàm nào theo công thức như nào, có từng cặp một hoặc là 3-4 hàm một tạo thành một cái công thức như vậy. Đấy. Thí dụ như mình có thể là nếu mà chương trình chạy đến khi thoát thì có thể sử dụng điều kiện if như là hoặc là why cái gì xảy ra, exit, đúng không? Thì cái chương trình nó sẽ chạy mãi cho đến khi nào mà mình gõ là thoát thì nó mới thoát. Kiểm tra dữ liệu rồi vân vân. Tức là có những cái này, thì tôi sẽ gửi cái này cho mọi người, và mọi người là cố gắng làm thật nhiều cái công thức thiết kế khác nữa để mà sau này mình cứ thuộc lòng, xong mình dùng đi dùng lại. Đấy. Mà mình phải tự làm thì mình mới nhớ được. Thế thì cái phần này tôi sẽ bỏ qua nhá. Thế mọi người về nhà tự làm. Thế thì ở đây thí dụ như là thiết kế số 11, lấy một cái ví dụ thực chiến chẳng hạn là cấp phát bộ nhớ động cho một mảng 2 chiều. Thì cấp phát bộ nhớ động thì là đấy là cái cách làm như thế này. Tức là A thì bằng là malloc. Thế thì size of cái này đấy. Tức là mình và sau đó thì mình có thể là cái cách làm này thì không tốt bằng, tức là mình phải dùng một cái vòng lặp như thế này. Tức là mình phải malloc, như lần trước chúng tôi nói dùng A thì không tốt, mà dùng mình phải cấp phát bộ nhớ cho từng phần tử ở trong mảng một. Đấy, thì cái mảng này sẽ thành một cái mảng 2 chiều, đúng không? Thế còn giải phóng bộ nhớ thì sau đó luôn luôn chúng ta nhớ là sau khi dùng xong rồi thì đến kết thúc cái hàm hoặc kết thúc chương trình thì chúng ta phải giải phóng bộ nhớ, thì chúng ta lại phải giải phóng từng phần tử trong mảng 2 chiều 1. Đấy, tức là mình phải, tức là tại bởi vì là mỗi phần tử trong mảng 2 chiều nó lại là một mảng 1 chiều. Thế cho mà là mảng 1 chiều thì mình lại phải giải phóng bộ nhớ cho từng mảng 1 chiều 1. Đúng không? Đấy là cách mà mình
giải phóng bộ nhớ, tức là sau khi giải phóng từng phần tử một xong rồi cuối cùng mình giải phóng A. Thế thì đây là khẩu quyết cho ba chiêu cơ bản như tôi nói lúc nãy, là xử lý chuỗi, giao diện và dữ liệu vĩnh viễn. Thì cái giao diện, tại sao tôi không nói không dạy giao diện lần này, tại vì giao diện trong C ấy, thì dùng rất là khó. Giao diện trong C mà để mà làm thì rất là phức tạp, cho nên chúng ta thường là khi nào trong các ứng dụng mà có nhiều giao diện thì người ta thường dùng là Java hoặc là dùng C++, thì giao diện sẽ làm dễ dàng và đẹp đẽ hơn. Thế còn C thì nếu mà để làm giao diện nó rất thô sơ và rất xấu và rất là mất công. Đấy, thì cho nên là tôi nói là những cái ứng dụng nào mà nhiều giao diện thì mọi người sẽ dùng C++, hoặc là dễ hơn nữa thì là Java hoặc là C#, Python chẳng hạn cũng có giao diện tốt. Dữ liệu vĩnh viễn thì có thể dùng C cũng được, nhưng mà nó phải biết một cái ngôn ngữ lập trình về tương tác với lại cơ sở dữ liệu là SQL, thì chúng ta chưa có thời gian để học tới, nên chúng ta tập trung vào xử lý chuỗi trước. Thế thì tại sao lại trong xử lý chuỗi lại quan trọng, đúng không? Thì chúng ta nhớ là các cái ứng dụng, các chương trình hiện đại ấy, thì được tổ chức theo kiến trúc 3 lớp. Tức là từ giao diện là ở trên cùng. Thế xong sau đó khi mà giao diện lấy được dữ liệu vào hoặc là xuất dữ liệu ra, thì lúc bấy giờ nó sẽ lấy các cái chuỗi vào. Tức là trên giao diện thì bao giờ mình gõ trên màn hình thì nó đều hiểu là một chuỗi cả. Nếu mà một chuỗi đó là một cái số nguyên chẳng hạn, thế thí dụ như là 1579 chẳng hạn, chúng ta hiểu là 1579, thì chúng ta phải chuyển cái chuỗi thành số nguyên. Tức là nó có một cái, tức là trong thư viện nó có một cái hàm là chuyển bất cứ chuỗi nào thành ra một số nguyên chẳng hạn thế. Thì sau đó thì chúng ta xử lý nó là số nguyên hay là nó là một chuỗi, tức là chúng ta ra lệnh là bạn hãy đi chẳng hạn thế, hoặc là bất cứ cái gì, hay là một cái tác động bằng con trỏ hay là bằng con chuột hay bàn phím chẳng hạn, là nó đều có thể giao diện nó lấy cái tác động ấy vào và nó xử lý. Thì sau khi giao diện nó được tổ chức là giao diện riêng, giao diện để chuyên môn lấy dữ liệu vào, truyền dữ liệu vào chương trình. Sau khi có dữ liệu rồi thì nó xử lý. Thì cái tầng thứ hai là tầng xử lý nghiệp vụ. Đấy. Và sau khi xử lý xong thì nó nhưng mà khi mà nó xử lý ấy, thì nó có hai vấn đề. Một là nó xử lý xong, xử lý đơn giản, xử lý xong thì nó lưu vào cơ sở dữ liệu. Nhưng mà có một loại xử lý nữa là nó được cái lệnh rồi, nhưng mà nó cái lệnh lại ra lệnh là nó lấy những cái dữ liệu mà đã từng có trước kia ra để xử lý, xong rồi lại lưu vào cơ sở dữ liệu. Thì lúc bấy giờ nó lại phải gọi vào cơ sở dữ liệu là ở cái tầng thứ 3, tức là lấy dữ liệu ra, các dữ liệu mà lần trước chúng ta đã làm. Thí dụ như chúng ta đang làm dở một cái việc là lưu sinh viên, đúng không? Lần trước chúng ta chấm dứt cái chương trình ấy là lập tức là nó quên hết là sinh viên là gì. Nhưng bây giờ chúng ta đã lưu vào cơ sở dữ liệu thì chúng ta lần trước thí dụ chúng ta đã đưa vào 100 sinh viên. Lần này chúng ta tiếp tục đưa 100 sinh viên mới mà chúng ta lại muốn xem các sinh viên cũ chẳng hạn như thế nào, thì chúng ta có thể gọi cơ sở dữ liệu lấy các sinh viên cũ ra xem, xong sau đó xem là những em nào đã có mặt ở trong cái chương trình, trong cơ sở dữ liệu rồi thì chúng ta không cần làm nữa và chúng ta tiếp tục đưa các sinh viên mới vào. Thì là cái tầng thứ 3 đấy là ấy. Thì vì vậy là tầng xử lý nghiệp vụ nó có thể là tương tác với cơ sở dữ liệu. Mà trong quá trình xử lý nghiệp vụ như thế thì trong các chương trình hiện đại ngày nay ấy, bởi vì nó đa luồng cho nên nó vẫn tiếp tục là lấy các dữ liệu vào bằng qua giao diện. Vì vậy là ba phần khác nhau: dữ liệu từ bên ngoài vào do người sử dụng tác động là thông qua giao diện, xong sau đó chương trình máy tính sẽ xử lý, và các dữ liệu sẽ được lấy từ cơ sở dữ liệu hoặc là lưu vào cơ sở dữ liệu. Thì đấy là ba cái tầng, nó gọi là kiến trúc ba lớp của một cái chương trình. Thì thực ra là câu hỏi đặt ra là có bắt buộc phải làm ba lớp này không, thì câu trả lời là không, không bắt buộc làm. Nhưng mà làm ba lớp này thì nó dễ dàng và nó đỡ lầm lẫn. Thế thì kiến trúc ba lớp là một cái kiến trúc tương đối hiện đại. Hiện nay nói chung là các chương trình là đều dùng theo cái kiến trúc ba lớp này cả. Thì vì vậy là giao diện tức là input ở dạng chuỗi. Thế xong vì chuỗi vào cho nên chúng ta phải xử lý chuỗi.
đúng không? Có thể biến chuỗi thành số số nguyên hoặc là thế nào đó, nhưng mà tóm lại là phải xử lý chuỗi đầu, tức là dữ liệu đầu vào dưới dạng chuỗi, xong sau đó thì chúng ta lưu cái những dữ liệu mà chúng ta nhận được hoặc là chúng ta vào các dạng bảng, và khi cần thì chúng ta có thể lấy những dữ liệu mà đã được ở trong lưu dưới dạng bảng trong cơ sở dữ liệu ra khỏi cơ sở dữ liệu và chúng ta xử lý tiếp, xong xử lý xong chúng ta lại lưu vào cơ sở dữ liệu hoặc là chúng ta đưa ra giao diện. Có thể người dùng họ muốn thấy ngay ở giao diện chẳng hạn thì có thể đưa ra giao diện. Thế thì giao diện là để tương tác với người dùng, còn cơ sở dữ liệu là để lưu lại trên đĩa cứng. Thế còn xử lý nghiệp vụ là cái việc của CPU của máy tính nó làm, đúng không? Thế thì chúng ta hiểu được vai trò. Thì vậy là vì vậy là các chương trình là đều hiện nay là các chương trình máy tính hiện đại đều có dưới dạng này cả. Chương trình nào cũng phải có giao diện, cũng có xử lý nghiệp vụ và có cơ sở dữ liệu. Thì cái việc cái khâu ở giữa là xử lý chuỗi. Tại vì input vào là chuỗi và khi cho ra thì nó phải biến thành dạng bảng hay gì đấy để nó bỏ vào trong cơ sở dữ liệu. Thì cái chúng ta sẽ hôm nay chỉ xét cái phần giữa thôi. Thí dụ như là chúng ta nói về ứng dụng thực tế, thì thí dụ như là chúng ta đã nói đến là trí tuệ nhân tạo và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đúng không? Thì đều là xử lý chuỗi văn bản cả. Chúng ta có một cái chuỗi văn bản bằng tiếng Anh, chúng ta muốn dịch ra tiếng Việt chẳng hạn, thì chúng ta phải lấy cái chuỗi bằng tiếng Anh vào, đúng không? Qua giao diện, có thể gõ tiếng Anh hoặc là đọc từ một cái lệnh để nó mở một cái file gì đó như chúng ta đã làm lần trước rồi. Lấy được cái câu tiếng Anh ra rồi. À, thực ra không phải lấy được câu tiếng Anh mà nhiều khi lấy được cả một đoạn text dài tiếng Anh. Xong chúng ta phải cắt cái chuỗi mà chúng ta lấy cả cái đoạn dài đó thành từng câu một. Tức là đại khái là cũng dùng vòng lặp thôi. Đến khi nào gặp dấu chấm thì chúng ta dừng lại. Đúng không? Chúng ta bắt đầu một câu mới. Và sau khi như vậy rồi thì chúng ta sẽ có thể lưu vào một cái mảng hai chiều. Đúng không? Tức là vì mỗi phần tử mảng là một câu, đúng không? Và mỗi phần tử đó thực ra nó lại là một cái là có nhiều phần tử. Tại vì một câu nó sẽ có nhiều từ, thì chúng ta sẽ lưu các từ vào đấy. Thì đấy là thí dụ như trong. Và sau đó thì chương trình của chúng ta sẽ biến cái chuỗi ấy thành một chuỗi tiếng Việt. Sau khi có chuỗi tiếng Việt rồi thì chúng ta có thể output ra màn hình hoặc chúng ta lưu lại. Nhưng chúng ta phải hoặc phải sắp xếp sao cho nó, tức là cứ một câu tiếng Anh, một câu tiếng Việt, một câu tiếng Anh, một câu tiếng Việt. Thì đấy là trong các chương trình dịch thì nó thường dịch như vậy. Hay là trong tin sinh học chẳng hạn, thì là chúng ta biết rằng là cái gen của chúng ta ấy, là một cái chuỗi ADN có thể dài cỡ khoảng vài triệu cái đơn vị, đúng không? Thì mỗi cái đơn vị chúng ta có thể hiểu nó giống như một ký tự. Thế xong sau đó thì nó sắp xếp thành một chuỗi dài thế này. Tức là cứ chúng ta biết rằng là acid của ADN thì có 4 loại, đúng không? Nó cứ có 4 loại thì nó cứ thay đổi các loại với nhau. Thì nó giống như là chúng ta có 4 cái chữ cái, chúng ta làm thành các từ. Thế xong chúng ta cứ viết dài dằng dặc như vậy thì nó cũng thành một cái chuỗi. Và xử lý cái chuỗi trình tự này cũng rất là quan trọng. Tại vì là nếu mà chúng ta nắm được cái chuỗi trình tự này ấy, thì chúng ta có thể xem là chữa bệnh được, đúng không? Những người nào mà bị bệnh thì tức là cái chuỗi nó bị đảo lộn, nó bị có một lỗi gì đó khiến sinh ra, thí dụ bệnh ung thư chẳng hạn là do chúng ta bị lỗi ở trong ADN chẳng hạn. Thì ngày nay tin sinh học là đặt những tham vọng rất là lớn. Tức là nếu chúng ta nắm được cái bí mật của các cái chuỗi ADN, tức là một cái chuỗi như vậy thì nó sẽ quyết định cái tình trạng cơ thể của con người. Hoặc là chúng ta có thể thấy là, tôi có làm một cái trong cái bài giảng của tôi về nhập môn công nghệ thông tin ở Đại Nam, thì tôi có đưa ra một cái ví dụ về một con chuột và cái cô diễn viên, đúng không, rất nổi tiếng, Paris Hilton chẳng hạn, tóc vàng rất là xinh đẹp, đúng không? Cao rong ròng các thứ. Con chuột thì trông rất xù xì đáng ghét, đúng không? Đuôi dài, mõm nhọn. Thế nhưng mà về gen mà nói, cái chuỗi trình tự thì 60% là tương đồng với nhau, giống nhau. Thế bây giờ cái khác biệt nào để quyết định là tóc vàng và một bên là lông xù xì, một bên là cao rong ròng, rồi da trắng, mắt xanh,
mà một bên thì lại là mõm nhọn, răng nhọn hoắt, rồi đuôi dài. Chỉ có chúng ta không biết ở trong cái chuỗi dài mấy chục triệu cho đến hàng tỷ cái đơn vị phân tử ADN đó thì là cái nào là nó quyết định là biến thành cô gái xinh đẹp hay là biến thành con chuột. Đó. Nói chung là rất nhiều cái giống nhau. Thế nhưng mà cái khác nhau ở chỗ nào thì người ta chưa giải mã ra. Nhưng nếu khi người ta giải mã, người ta điều khiển được các lỗi thì tất nhiên là người ta không có tham vọng là biến cô Paris Hilton thành con chuột hoặc là biến con chuột thành Paris Hilton, đúng không? Nhưng mà người ta tham vọng rằng nếu mà cô Paris Hilton mà bị ốm thì cái chuỗi gen có thể là nó bị biến dạng đi so với ban đầu. Thế cho nên người ta nếu người ta chỉ cần chữa lại cái gen đó thì lập tức là cô này sẽ trở thành khỏe mạnh như bình thường. Tức là người khỏe mạnh với người ốm thì có thể do cái gen nó bị sai lạc đi. Thế thì người ta hiện nay người ta gọi đấy là cái cách làm tế bào gốc. Tức là lúc chúng ta sinh ra, chúng ta là một đứa bé thì bao giờ khỏe mạnh thì có các tế bào gốc. Các tế bào là nguyên bản, nếu mà các cơ chế mà nó cứ phát triển các tế bào, đúng không? Mà nó cứ lặp lại được đúng cái chuỗi đó thì lúc ấy con người ta khỏe mạnh. Nhưng đến khi mà bắt đầu già yếu đi rồi, bắt đầu sinh bệnh ra thì các chuỗi nó bắt đầu có lỗi. Thì bây giờ muốn sửa lỗi đó thì chúng ta phải biết là nó lỗi ở đâu và sửa lại. Thì tiên sinh học đó, nhiệm vụ nó làm cái chuyện đó. Và nó, đấy gọi là và toàn bộ tiên sinh học là vấn đề xử lý chuỗi làm sao cho tốt. Hay là xử lý hình ảnh chẳng hạn. Cái bài toán xử lý hình ảnh, ví dụ như chúng ta có thể đặt một cái camera ở trên đường cao tốc để chúng ta xem những luồng ô tô chạy. Thế đến khi nào đó thì chúng ta phát hiện ra là có ô tô vượt đèn đỏ hay gì đó, thì chúng ta thực tế là chúng ta cũng là xử lý chuỗi, các cái chuỗi đặc trưng của các hình ảnh, lấy các đặc trưng hình ảnh thành một cái chuỗi như thế này, và chúng ta thấy có một cái gì mà biến động thì là chúng ta sẽ biết trước cái đó, và chúng ta sẽ nói là à, cái biến động này, cái này là cái dị thường, là chỗ là cái xe này có thể vượt đèn đỏ hoặc là vi phạm điều kiện giao thông, đúng không? Thế cái nhận dạng ký tự quang học, chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta quét một cái ảnh, một quyển sách chẳng hạn, thì chúng ta có thể nhận dạng nó thành các ký tự được. Thì trong các scanner ấy, nó phải làm cái việc đó. Thì nó cũng là xử lý chuỗi ký tự đã được nhận dạng và sửa lỗi lại. Có thể nhận dạng sai thì chúng ta phải sửa lại. Thì tại vì nhận dạng tốt đến mấy nó cũng có sai số. Thì nhưng mà quan trọng nhất là nếu mà trong cái văn cảnh đó thì sai một hai chữ thì chúng ta có thể khôi phục lại cái chữ đúng được. Đúng không? Thì chúng ta cũng là xử lý chuỗi. Ứng dụng web và desktop thì cũng là xử lý chuỗi, và ứng dụng game lập trình nhúng thì cũng là xử lý chuỗi. Vì vậy là hầu hết các ứng dụng thực tế là đều tùy thuộc, cái việc quan trọng nhất vẫn là xử lý chuỗi. Đấy, thì đến đây thì là tôi xin dừng lại. Có em nào có bình luận hoặc là có câu hỏi gì thì có thể đưa ra trước khi chúng ta đi tiếp. Đây là vai trò xử lý chuỗi là quan trọng. Bây giờ các em làm ứng dụng gì cũng phải động chạm xử lý chuỗi cả. Vì vậy là nếu chúng ta xử lý chuỗi rất là quan trọng. Mời các em đặt câu hỏi. Dạ, thưa thầy, là có một bạn đặt câu hỏi là liên quan đến cái thư viện mà thầy giới thiệu vừa nãy đó, thì là bạn ấy thấy nó có một số thư viện mà được preview như là thư viện QT và GTK, thì là bạn ấy hỏi là dùng các thư viện kiểu như thế thì có tốt không ạ? Có nghĩa là những cái thư viện đó là thư viện khác trong luôn đó. Nó có hai loại thư viện, đúng không? Thư viện thứ nhất là người ta gọi là thư viện chuẩn, có nghĩa là trong các cái trong các cái công cụ mà lập trình gọi là SDK ấy, là quen biết như là Microsoft Visual Studio hoặc là Code gì đó, tức là có những cái những cái bộ lập trình, đúng không? Công cụ lập trình mà quen thuộc là đều tự động có cái thư viện này, được gọi, nó gọi là thư viện viện chuẩn, standard library, đúng không? Thì là chúng ta biết là có những thư viện chuẩn là ai cũng có, chuyện là bình thường.
Thế còn một số thư viện khác là do một số tác giả họ xây dựng, đúng không? Xong rồi họ đưa lên mạng. Thì những cái thư viện như là QT hoặc là Min, GW chẳng hạn là những thư viện mà của những cái nhóm tác giả đưa lên. Thì một số thư viện là nó là thư viện gọi giống như mã nguồn mở, mình có thể lên để mình mở ra xem được, đúng không? Mình có thể dùng, người ta cho dùng miễn phí, chỉ có cái khi mà dùng thì mình phải có những quy tắc của nó, tức là nó có những cái giấy phép sử dụng. Thí dụ như sự trong cái mã nguồn mở ấy, thì lại có cái loại là được dùng thoải mái, không cần phải nói gì cả. Thế nhưng mà có những cái giấy phép sử dụng nó bắt buộc là nếu mình dùng thì mình cũng phải mở code mình cho những người khác. Tức là ông dùng của tôi thì ông phải mở cho cái code của ông cho mọi người khác xem. Đấy, tất nhiên có nhiều quy tắc, nó có nhiều cái và cũng có nhiều loại để mà gọi là nó gọi là gì nhỉ? Để né tránh những cái luật như vậy. Thì đấy là những cái thư viện gọi là mã nguồn mở, thư viện mở đặt lên mạng, mọi người có thể download về dùng, đúng không? Nhưng có những loại thư viện là đóng, chỉ có thể gọi thôi chứ không nhìn được mã nguồn, không biết là nó làm gì. Người ta nhét cái gì vào đấy mình không biết được, nhưng mà dùng được. Nhưng mà thì trong những cái thư viện cái loại mà đóng ấy, thì chúng ta nên dùng các thư viện mà của các công ty có tiếng, thí dụ như là Microsoft hay là Bocklan hay là gì đó, tức là những công ty thí dụ như hay về cơ sở dữ liệu thì có thư viện của Oracle hay là Microsoft SQL chẳng hạn, là những của công ty nổi tiếng. Còn những cái tổ chức nào đấy thì cũng có thể dùng được các thư viện. Nhưng mà những thư viện mà chúng ta không biết xuất xứ, không biết tác giả là ai thì chúng ta rất nên thận trọng, đúng không? Có thể trong đấy nó sẽ cấy một cái mã độc hại nào đó chúng ta không biết được, đúng không? Thế thì tại vì chúng ta có thể gọi nhưng mà chúng ta không nhìn thấy code được, đúng không? Đấy thì chúng ta dùng hết sức thận trọng, tức là chỉ dùng những cái thư viện gì chúng ta biết chắc là tốt và đã rõ xuất xứ. Thế còn những cái thư viện mà không rõ nguồn gốc, nói là tốt lắm nhưng cũng không nên dùng. Đấy, thì câu trả lời của tôi là như vậy, tức là cái nào tốt thì chúng ta phải tìm hiểu, cộng đồng cho là tốt thì điều nhiều khả năng là tốt, đúng không? Hiện nay chúng ta có internet, có những cái gọi là forum, đúng không? Có những cái diễn đàn là để nói về cái đấy, nó dở cái thì lập tức là có người báo cáo ngay là cái này nó có vấn đề. Thế thì chúng ta tự nhiên ai đấy tặng chúng ta một cái thư viện bảo làm được những cái nọ, làm được cái kia, thì chúng ta phải lên mạng không tìm ra các diễn đàn và xem xuất xứ là cái thư viện ấy là do ai đưa lên mạng, rất là quan trọng, được không? Tức là câu tôi có trả lời đúng câu hỏi không? Dạ đúng rồi, dạ đúng trọng tâm rồi đấy ạ. Dạ em cảm ơn thầy. Ok. Dạ xin mời thầy tiếp tục ạ. Đấy, bây giờ chúng ta chuyển sang thư viện. Thì hôm nay là vì chúng ta xử lý chuỗi cho nên chúng ta phải mổ tiếp cái thư viện nữa là thư viện string, đúng không? Thực ra ấy, thì xử lý chuỗi như tôi đã nói là nó là ở chiều cơ bản, nhưng mà chúng ta không cần dùng thư viện string mà chúng ta dùng thư viện stdio hoặc stdlib là chúng ta có thể làm được tất cả thứ về xử lý chuỗi. Nhưng có điều là dùng thư viện string thì nó sẽ tốt hơn và nhanh hơn. Đấy, thì chúng ta sẽ xem cái thư viện string này nó gồm có những gì. Thí dụ như là chúng ta có hai loại mảng, đúng không? Thì mảng ký tự tĩnh thì chúng ta thường viết dưới dạng là char, xong rồi có một string, xong rồi n tức là một con số nào đó. Thế bao giờ phải đưa một con n, một số cố định nào đó. Ví dụ n đã định nghĩa là 1.000.000 hoặc là 100 hoặc là 10, thì chúng ta đưa mảng ký tự tĩnh là char string n, có nghĩa là một cái chuỗi mà có n ký tự, đúng không? Thì ở đây câu chuyện là thực ra là không phải n ký tự. Thế thì nhưng mà dùng mảng ký tự tĩnh thì nhiều khi là nó phí, mà đôi khi là chúng ta cần thêm, chúng ta
bỏ thêm ký tự vào cái chuỗi này, mở rộng cái chuỗi này ra thì nó vượt quá N thì là nguy hiểm, đúng không? Cho nên là chúng ta phải chỉ sử dụng cái này khi mà biết là cái chuỗi của chúng ta là không bao giờ vượt quá N cả, đúng không? Và điều thứ hai nữa là chúng ta muốn bỏ một cái chuỗi mà có độ dài nhỏ hơn N vào thì bao giờ chúng ta cũng phải bỏ một cái gọi là kết thúc chuỗi, tức là slash N, đúng không? Để mà kết thúc chuỗi, tức là nó đọc, thí dụ như là chúng ta để là 100 nhưng mà chúng ta chỉ dùng một cái chuỗi mà có 20 ký tự thôi, thì đến cái ký tự số 21 thì chúng ta phải đặt là slash N. Thì vậy khi chúng ta đọc cái chuỗi này, nó chỉ đọc từ đầu cho đến slash N nó dừng lại, in nhất nó cũng chỉ in đến slash N dừng lại, hoặc chúng ta đọc làm tất cả thứ trên mặt thì là nó chỉ đọc đến slash N là bao giờ dừng lại. Còn sau này chúng ta muốn viết gì thì viết, tức là 80 ký tự còn lại chúng ta muốn viết gì thì viết, nó không bao giờ nhìn thấy được, là nó cứ đến slash N thì là nó dừng lại. Các thư viện được thiết kế như thế, đấy là quy ước như vậy. Thế sau đó nếu mà chúng ta muốn là sử dụng cái chuỗi một cách rất là hiệu quả, đúng không? Bằng cách tức là tiết kiệm bộ nhớ này, thứ hai là truy cập nhanh này, thì chúng ta dùng con trỏ và chúng ta phải cấp phát bộ nhớ động, đúng không? Tức là khi mà chúng ta đưa ra một cái khai báo bằng một con trỏ, thí dụ cha xong rồi dấu ngôi sao xong string, thì cái string này ấy, nó là một con trỏ, đúng không? Trỏ vào một cái chuỗi chứ không phải là chuỗi, nó chưa phải là chuỗi mà nó là một cái trỏ vào một cái địa chỉ, và cái địa chỉ đó thì chứa một cái chuỗi đấy. Thì vậy là thế, thì vì vậy là đấy, chúng ta có hai cách, tức là con trỏ này, và chúng ta khi mà chúng ta khai báo là cha star, tức là ngôi sao string, thì chúng ta không biết là chúng ta chỉ có một cái địa chỉ thôi. Cái địa chỉ thì có rất nhiều ô nhớ, nhưng mà chúng ta không biết là bao nhiêu cái địa chỉ này sẽ chứa cái chuỗi này sẽ dài bao nhiêu. Tại vì ấy, thì mà muốn sử dụng bộ nhớ thì chúng ta phải dùng một cái hàm gọi hàm malloc như lần trước, cấp phát bộ nhớ động. Tức là chúng ta thí dụ như là malloc xong rồi size up cái gì đó, hoặc là 10 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tạo ra được 10 cái ô để mà chứa các ký tự trong 10 ký tự. Hay là 20 hoặc 100 hay 1000 gì đó. Thế khi mà không dùng đến nữa thì chúng ta phải reallocate, tức là chúng ta cấp phát trở lại. Mà không dùng nữa thì chúng ta phải giải phóng, ta dùng hàm free như lần trước chúng ta nói. Thế nhưng mà trong cái thư viện string thì nó đưa ra một cái kiểu dữ liệu mới là string, là một cái chuỗi, là một dãy bao gồm các ký tự, đúng không? Từ nha. Thì khi mà chúng ta mổ dữ liệu này vào ấy, thì chúng ta có cái hàm gọi là hàm memset, đúng không? Tức là memset, tức là chúng ta ở một số vị trí gần nhau thì chúng ta có thể đặt một ký tự vào cái vị trí đó, thì gọi là memset, đúng không? Thí dụ như là ở đây, thí dụ như đây có một cái ví dụ, tức là chúng ta dùng hàm string thì chúng ta sẽ có cái hàm gọi là string copy hoặc là memset, đúng không? Thì thí dụ như chúng ta copy cái là học C không khó, chỉ cần đọc vào cốt thật nhiều, tức là từ thì một chuỗi thì chúng ta phải bỏ vào trong một cái ngoặc kép, đúng không? Thì mở ngoặc kép xong rồi chuỗi, các chuỗi ký tự xong rồi đóng ngoặc kép lại, thì đấy là kết thúc chuỗi. Thì tự động là cái slash N là nó chương trình nó tự động nó thêm vào đây. Xong sau đó chúng ta copy cái này vào string, mà string này thì gồm có 50 ký tự, đúng không? Vì vậy là cái chuỗi này chúng ta phải để dưới 50, còn nếu mà chúng ta để hơn 50
thì nó chỉ để đến đúng 50 nó dừng lại. Chẳng hạn ở đây giả sử chúng ta để 20 chẳng hạn, thì nó chỉ đến chữ vọc này là nó dừng lại. Mặc dù ở đây chúng ta viết cả thật dài nhưng không quan trọng, đến đấy là hết. Đó. Thế thì vì là nó chỉ có gần đấy chữ thôi. Thế thì chúng ta còn ít hơn thì nó sẽ tạo thành một cái slash, tức là chấm dứt chuỗi, nó sẽ copy tự động vào đây. Đấy. Thế thì sau đó thì chúng ta đã có, vậy là khi mà chúng ta copy, gọi cái hàm string copy này, có nghĩa là copy cái chuỗi học C không khó, chỉ cần đọc và vọc code thật nhiều, chúng ta copy vào vào cái chuỗi được mô tả. Chuỗi này là chuỗi được được cấp phát bộ nhớ tĩnh, đúng không? Tức là vậy là cái chuỗi này là dưới dạng string, là gồm có 50, nhưng mà chúng ta chỉ copy chưa đến 50 vào đó. Xong sau đó thì chúng ta in cái màn hình ra, in cái chuỗi ra, đúng không? Gọi cái hàm put. Xong rồi memset, tức là chúng ta 9 cái liền là chúng ta đặt là chữ A vào cái ký tự số 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thì chúng ta đặt chữ A vào đấy. Đấy, xong rồi sau đó chúng ta lại in cái chuỗi này ra, đúng không? Đặt lên đấy, thì cái memset là nó dùng để làm gì? Copy một cái ký tự vào một cái vị trí nhất định trong cái chuỗi đó. Đấy. Thì muốn để minh họa cái ý này ấy, thì chúng ta đọc được cái code này, giả sử có cái code này chúng ta muốn đọc thì chúng ta lại phải mở cái thư viện chuẩn ra. Thì lần trước tôi đã giới thiệu thư viện chuẩn, đúng không? Thì bây giờ mọi người xem lại cái thư viện chuẩn. Tôi đây là thư viện string trong thư viện C chuẩn. Tôi vẫn lấy ở cái link hôm nọ là vietjack.com, đúng không? Thì head muốn gọi các hàm này thì header file này, rồi có size t này. Bây giờ là có đây là memset, hàm memset đây, đúng không? Là sao chép ký tự C đây là tới n ký tự đầu tiên của chuỗi được trỏ bởi tham số string, có nghĩa là n ký tự ở đây có số n, thì có nghĩa là lần cái thí dụ ở đây chúng ta để số chữ A chẳng hạn, thế thì nó sẽ copy A từ đầu cho đến số 9, đúng không? Tức là đến n ký tự đầu tiên của chuỗi. Đấy. Thì vì vậy là chúng ta quay trở lại cái code lúc nãy. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái hàm memset này nó sẽ cho chép A đè vào chữ H O C rồi đoạn trống C cho đến ký tự số 9 từ đầu A xong bắt đầu phần còn lại vẫn như thế, và chúng ta có thể in ra màn hình để xem là ký tự mới nó như thế nào trước khi gọi hàm memset và sau khi gọi hàm memset. Thì đây là một cái chương trình để sử dụng hàm memset. Cái hàm số 2 mà chúng ta sẽ nghiên cứu, tức là ở đây là chúng ta có thể đặt ký tự thay đổi cái chuỗi ấy tùy ý, đúng không? Bằng cách tức là thay đổi từng ký tự một ở trong chuỗi đó. Thế còn bây giờ là chúng ta chép một chuỗi vào một chuỗi khác. Thì ở đây chúng ta có một cái chuỗi gọi là được khai là SRC, viết tắt tiếng Anh là chữ source, đúng không? Source tức là gốc, nguồn. Thì chúng ta sẽ chép cái nguồn này, còn một cái chuỗi khác là gồm có 100 ký tự là dest là destination, tức là cái đích đến. Thì cái nguồn chúng ta sẽ copy cái chuỗi nguồn này vào đích, thì chúng ta sẽ viết là đầu tiên chúng ta dùng memset đã, đúng không? Chúng ta sẽ memset dest xong số 0 size up dest, thì cái dòng lệnh này nó làm cái gì, đúng không? Các bạn thử suy nghĩ xem, tức là memset có nghĩa là nó set cái chuỗi dest này, đúng không? Và set cái gì? Set bằng ký tự 0, đúng không? Vào size of dest, tức là tóm lại cái dest, cái chuỗi này dài là 100 thì nó là chính ra là 100. Vậy tất cả các ký tự của cái chuỗi này đều đặt thành không hết, đúng không? Đấy. Đấy là cái dest này, tức là tóm lại nó xóa sạch cái đấy đây đi. Thế
Thế xong sau đó thì nó mới cái source thì trước kia khi mà nó khai báo như này nó có thể vẫn còn những cái ký tự lung tung mà do máy tính nó đã ghi sẵn vào đấy, đã ghi tạm vào đấy, nhưng bây giờ chúng ta sẽ copy cái chuỗi là học C không khó, chỉ cần đọc và vọc code thật nhiều, ... copy vào source. Vậy source bây giờ nó chứa một cái chuỗi đấy, xong sau đó nó mới copy luôn cái source vào cái dash đó, thì là dùng string copy, tức là cái dash để trước, cái source để sau, và nó sẽ copy cái nội dung của cái source vào cái dash. Rồi sau khi mình in thì là lúc ấy đầu tiên là chúng ta in ra màn hình đã, là sau khi thực hiện hàm string copy chuỗi dash có dạng, thế xong rồi mình nó mới in tiếp cái dash ra vào cái chỗ phần trăm s này, đúng không? Thế là nó in dash ra màn hình, thì tức là nó tóm lại cuối cùng nó sẽ in là sau khi thực hiện hàm string copy chuỗi dash có dạng xuống dòng, học C không khó, chỉ cần đọc và vọc code thật nhiều, ... xuống dòng đó. Thế và kết thúc ở đây, tức là vậy là cái chương trình này là thực chiến để xem là cái hàm string copy, tức là chép một chuỗi vào một chuỗi khác như thế nào. Đến phần này có ai có câu hỏi gì không? Tức là vậy là memset, ở đây là ôn lại memset, tức là đặt các ký tự vào một chuỗi, và thứ hai là lấy một chuỗi chép vào một chuỗi khác. À, dạ, thưa thầy có một câu hỏi là về cái các hàm sử dụng ấy, thì hàm push nó có khác gì với hàm scanf không ạ? Scanf là lấy vào chứ, đọc vào chứ. Push là đọc. Dạ, scanf là push, đọc vào chứ. Tức là thí dụ như là trước kia là printf, tức là mình in ra màn hình, đúng không? Bao giờ cũng thế. Xong scanf tức là mình đợi xem là ông kia gõ vào cái gì thì mình lấy cái chuỗi đó. Đúng không? Thế còn put tức là mình đặt cái ký tự, đặt cái chuỗi đó lên màn hình thì là put, đúng không? Yeah. Thì các em cứ đọc ấy thôi, khi nào không biết chắc cái gì, tức là tóm lại khi nào nó dùng một cái hàm bất kỳ, đúng không? Hàm put hoặc spinf, scanf là mở stdio đọc lại hết, đúng không? Đọc nhiều lần tự khắc sau này thuộc lòng luôn. Và như tôi nói lần trước ấy, tức là cứ mỗi những cái thao tác mà chúng ta có thể nói bằng ngôn ngữ của người thì chúng ta có một cái công thức thực hiện bằng các chuỗi scanf, printf, vân vân. Có một câu hỏi nào nữa đấy, tôi thấy vừa câu hỏi lóe lên nhưng mà không đọc kịp. Dạ, câu hỏi tiếp theo cũng liên quan đến cái hàm, thì khi mà em scan một cái string thì nếu em có cái dấu cắt thì nó lại đọc sang một cái biến khác, thì lúc đó mình xử lý thế nào? Có một dấu cách như thế nào? Có nghĩa là khi mà scan một cái chuỗi thì trong cái chuỗi đó nó có cái dấu cắt đấy. Cái dấu nào chứ? Dấu chấm dứt đó hả? Dấu cắt đó, blank á. Dấu blank đó. Blank coi như là một ký tự, không có vấn đề gì. Nó vẫn coi như ký tự thôi, blank nó không có sao hết. Khi mà em copy vào nó copy cả blank. Blank được ký tự, người ta gọi ký tự trống, tức là nó tương đương với một ký tự, chỉ tội là nó không hiển thị ra thôi. Nhưng mà về trong máy tính thì nó là một ký tự. Thế cho nên là nó vẫn làm bình thường, nó không có gì cả. Chỉ có những dấu ngắt mà được chúng ta được quy định bởi cái ngôn ngữ đó là xuống dòng, hoặc là kết thúc chuỗi, hoặc là kết thúc file, thì lúc bấy giờ là đọc đến đấy, tức là cái hàm, tùy cái hàm mình dùng, nhưng cái hàm chỉ đọc đến đấy là nó dừng lại. Có một cái câu hỏi khác liên quan đến các cái mã về ANSI đó. Thì ESCAP ở trên các cái platform, các cái mã mà ANSI, ESCAP ở trên các platform như là Windows, Linux thì nó có khác nhau không ạ? Hay là nó giống nhau? Vì bạn ấy là test thử ở trong cái cell, thì bạn ấy viết một cái hàm là echo rồi cắt ra rồi xuyệt n thì nó lại không xuống dòng, thì không biết là bạn ấy không biết là cái đoạn này nó có bị nó khác nhau trên các platform hay là như thế nào ạ? Về nguyên tắc thì không khác nhau, nhưng mà nếu mà
tùy cái máy. Cái máy của mình là bao nhiêu bit, đúng không? Nếu mà máy 32 bit và máy 64 bit, hoặc là máy 16 bit chẳng hạn, hoặc là 128 bit ở các cái platform mà có số bit, các cái máy tính đây phụ thuộc vào phần cứng khác nhau, cái cấu trúc của máy tính, thì là nó, nếu em dùng thì em phải rất là cẩn thận. Đấy, thế thôi. Chứ còn đang làm ở cái này chuyển sang cái khác thì lập tức là nó sẽ có vấn đề ngay. Tại vì bây giờ trước kia dùng có 64 bit thì bây giờ dùng 128 bit thì nó sẽ cần nhiều ô nhớ hơn cho một ký tự, thì là sẽ có vấn đề. Nhưng mà nếu mà cùng viết trên một cái ấy cả thì nó sẽ không có vấn đề gì. Đấy, thì với lại tôi phải nhìn thấy cái code của em thì tôi mới có thể nói được là có vấn đề gì, đúng không? Chứ còn về nguyên tắc chỉ thế thôi. Tức là về nguyên tắc là trên Linux và Windows thì nó không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu mà trên Linux là chạy trên một platform khác, mà chạy trên Windows là một platform khác, mà mình build rồi mình chạy thì nó sẽ có vấn đề. Dạ vâng ạ, dạ, em cảm ơn thầy. Dạ, xin mời thầy tiếp tục ạ. Thế thì trong cái ấy thì có một cái hàm cũng rất quan trọng để xử lý chuỗi là hàm string lang. Tức là nếu có một cái chuỗi mình copy vào, mình không biết là độ dài bao nhiêu cả, thì mình có thể gọi cái hàm string lang này để lấy cái độ dài của chuỗi. Khi mà có độ dài rồi thì mình mới, nếu mà mình muốn tìm một cái chuỗi khác mà mình gọi là cấp phép bộ nhớ động cho nó, đúng không? Để mà copy vào chuỗi kia, thì lúc bấy giờ là mình phải biết độ dài của chuỗi. Thì cái hàm mà để ra độ dài của chuỗi thì là string len. Len là từ chữ length, tức là độ dài, đúng không? Tiếng Anh. Còn str tức là string thôi, viết tắt của chữ string. Thì cái hàm này cũng thuộc về trong thư viện string. Thế thì giả sử chúng ta có một cái string là 50 ký tự, đúng không? Đại cấp phát bộ nhớ tĩnh. Thế xong rồi có một cái số nguyên là len, đó đây là khai báo biến và địa chỉ. Xong sau đó chúng ta copy cái chuỗi, là lập trình C không khó, chỉ cần đọc vào vọc code thật nhiều, chấm than chấm than chấm than, copy vào string này, đúng không? Tất nhiên copy vào đây, và vì là cái chuỗi này là ngắn hơn 50 cho nên là copy vào đây nó tự động là cho cái end of string, tức là cái dấu ký tự kết thúc string vào đấy, và cuối cùng là string này chỉ có độ dài bằng cái này thôi. Nhưng tôi không biết là cái này dài bao nhiêu, thì chúng ta gọi cái hàm string len ra, đặt string len bằng string len bằng string. Thì cái hàm này rất đơn giản, tức là bỏ string vào làm biến và nó sẽ cho mình cái một con số nguyên, đúng không, là len. Thế và lúc bấy giờ len này nó sẽ chứa cái độ dài của cái chuỗi này, và sau đó chúng ta in cái độ dài này ra. Thì cái syntax để in thì là in ra màn hình thì độ dài của chuỗi. Đấy, thì mình in cái string ra, độ dài ấy, thì mình in string ra, thì nó sẽ cái xuyệt phần trăm s này ấy, nó sẽ in từ lập trình không khó, chỉ cần đọc vào vọc code thật nhiều, chấm than chấm than chấm than, xong sau đó nó in là bằng, đúng không? Xong rồi sau đó thì chữ d này, tức là bỏ một cái số nguyên vào thì là len vào, thì là bằng ví dụ như là 27 hoặc là 30 chẳng hạn, tôi không biết là dài bao nhiêu, chưa đếm cái chuỗi này bao giờ. Thế thì và in ra thì cái đấy là, tức là cái phần này, tức là thực chiến của việc là làm sao biết độ dài của chuỗi. Khi biết độ dài của chuỗi thì chúng ta là có thể malloc, đúng không, chúng ta cấp phát bộ nhớ động trong một chuỗi khác để mà copy cái string này vào, rồi vân vân. Nên vì vậy là chúng ta đã có memset, đúng không, xong sau đó thì copy một string vào bằng string copy. Xong sau đó thì lại có cái gọi là string length, tức là biết được độ dài. Thế xong chúng ta biết độ dài thì chúng ta có thể dùng nhiều hàm khác được nữa. Tức là memcopy, tức là cho chép dữ liệu tùy ý. Thế bây giờ có một cái chuỗi gọi là my name, đúng không? Nguyễn Hoàng Nam. Thế xong dùng memcopy để mà copy vào. Thì ở đây câu chuyện là tại sao phải dùng memcopy? Tại vì nếu mà bình thường nó là chuỗi thì chúng ta có thể dùng string copy. Nhưng chúng ta một cái cấu trúc bất kỳ thì chưa chắc đã là chuỗi. Thí dụ cấu trúc này là cấu trúc được khai báo bởi chữ struct. Và cấu trúc này là person, đúng không?
Đấy, thì một người thì bao giờ cũng có là tên. Ví dụ tên chúng ta quy định là tên của một người là không dài hơn 40 ký tự. Và tuổi là một là age, là một số nguyên. Ví dụ như là tên là Nguyễn Hoàng Nam, tuổi là 46 chẳng hạn thế. Hoặc là tên là Nguyễn Văn X và tuổi là 20 chẳng hạn thế. Thì chúng ta khai báo cái struct này. Thì bây giờ là chúng ta để một cái chuỗi là Nguyễn Hoàng Nam. Thế xong rồi chúng ta, khi mà chúng ta khai một cái struct là person ấy, đúng không? Thì chúng ta bắt đầu muốn là copy vào cái tên, vào cái chữ name này. Thì mem copy, đúng không? Lấy cái my name. My name bây giờ là một string, một chuỗi rồi mà, đúng không? Xong sau đó thì chúng ta copy vào cái person name. Thì mem copy chúng ta phải biết là copy bao nhiêu ký tự. Thì chúng ta phải biết là cái độ dài chuỗi này bao nhiêu, đúng không? Chúng ta lấy độ dài xong cộng với 1. Từ sau chúng ta copy cái độ dài của cái chuỗi này vào cái trường person name, tức là trường name của cái cấu trúc person. Đó, thì vậy là Nguyễn Hoàng Nam được copy vào cái name này rồi. Bây giờ tên của người là Nguyễn Hoàng Nam. Thế xong sau đó chúng ta lại lấy cái trường age, tức là person.age, tức là cái trường age của cái cấu trúc gọi là person. Chúng ta để là 46. Đây không cần copy, không cần string copy hay là mem copy gì cả, tại vì đây là một số nguyên thì chúng ta đặt là bằng 46, tức là đây là toán tử gán cho nó cái số bằng 46. Thế xong sau đó thì chúng ta lại có một cái cấu trúc nữa là person copy. Thế ở đây rất là thú vị, tức là chúng ta sẽ lấy tất cả dữ liệu của person, chúng ta sẽ copy vào person copy, tức là chép cả Nguyễn Hoàng Nam lẫn tuổi của ông Nguyễn Hoàng Nam vào cái person copy. Tức là vậy chúng ta có hai cái cấu trúc, một cái cấu trúc là person và hai là person copy. Thì chúng ta copy person vào person copy, thì lúc ấy person copy là một cấu trúc khác nhưng mà tất cả dữ liệu trong đó giống hệt, tức là vẫn là Nguyễn Hoàng Nam 46 tuổi, đúng không? Thế nhưng mà để dùng mem copy thì chúng ta phải biết là cái person là nó cái kích cỡ của dữ liệu của person là bao nhiêu, thì phải để là size of person, tức là size of person sẽ cho là cái cấu trúc person đấy nó sẽ có bao nhiêu bit, đúng không? Chúng ta sẽ copy toàn bộ person, từng bit một của person vào person copy. Thế là person copy cuối cùng là cũng là Nguyễn Hoàng Nam 46 tuổi. Đấy, sau đó thì chúng ta in thử ra màn hình xem kết quả của cái hàm mem copy này được cái gì. Thì person copy là như thế này, và chúng ta in là name và page của person copy lên màn hình, đúng không? Name là một string thì là cái phần trăm s, còn age là số nguyên thì phần trăm d. Đấy, và copy sang cái thì lập tức nó hiển thị là Nguyễn Hoàng Nam và 46. Đấy là kết quả của hàm này. Thì chúng ta nhớ là mem copy, khi nào tại sao không dùng string copy, là bởi vì cái cấu trúc của nó không phải là string thì không được dùng string copy. Nhưng mà cũng trong cái thư viện này chúng ta có cái hàm gọi mem copy, nó để dùng cho các cái cấu trúc phức tạp hơn string, đúng không? Thí dụ như là struct chẳng hạn. Cấu trúc person này là rất phức tạp, có thể như lần trước chúng ta có cấu trúc sinh viên hay là những cái cấu trúc gì phức tạp hơn, thì chúng ta có thể dùng mem copy để copy ra. Thì thay vì là chúng ta copy theo chuỗi thì chúng ta có thể bất cứ bên này có cái gì chúng ta copy từng bit một sang đây, thế là xong. Thế nhưng khi mà chúng ta in ra thì chúng ta thấy rằng đây là vẫn là giống hệt cái kia, cho nên nó là vẫn là Nguyễn Hoàng Nam và 46 tuổi. Thế ở đây có ai hỏi gì về hàm string copy không? À, mem copy và string copy, mọi người thấy được cái sự khác biệt chưa? Alo, các em mạnh dạn đặt câu hỏi cho thầy nhé. Mà dạ, nên nhớ thì, là chưa có, dạ. Tí nữa có thì lúc thầy dừng thì em sẽ hỏi. Ok, chúng ta đi tiếp nhá. String cat. Thế bây giờ chúng ta đã copy chuỗi qua này, rồi là
xét từng ký tự một thành một ký tự khác, ở trong chuỗi thành ký tự khác. Bây giờ chúng ta có hai chuỗi, chúng ta nối hai chuỗi lại với nhau. Rất nhiều bài toán là như thế. Thí dụ chúng ta có khi mà chúng ta có nửa câu chúng ta xử lý xong, chúng ta lại nửa câu kia lại có một cái module khác xử lý, xong chúng ta nối hai chuỗi với nhau để đưa ra màn hình chẳng hạn thế, thì chúng ta dùng một cái hàm gọi syncat, tức là chữ cat từ là chữ concatenate, tức là cái chữ này tiếng Anh tức là kiểu nối chuỗi, đúng không? Thì syncat tức là nối hai chuỗi với nhau. Thế thì đây là cái hàm mà cũng ở trong thư viện. Thế các em có thể mở thư viện ra đọc thường xuyên và xử lý chuỗi thật nhiều thì là syncat. Xử lý chuỗi là cái xử lý cao nhất của trong lập trình. Ok. Thì bây giờ giả sử có hai chuỗi, một cái chuỗi source là 50 ký tự và chuỗi dash là 50 ký tự. Thì chúng ta có thể dùng string copy để mà copy một cái chuỗi vào trong cái chuỗi source. Ví dụ như đây là chuỗi source, đúng không? Thế xong sau đó thì chúng ta copy toàn bộ cái chuỗi này vào cái chuỗi SRC. Xong sau đó cũng dùng string copy chop là đây là chuỗi destination, chuỗi dash, copy vào cái chuỗi dash, đúng không? Thế xong sau đó thì chúng ta nối hai chuỗi lại với nhau. Thì sau đó chúng ta in ra thì chúng ta sẽ thấy là sau khi thực hiện hàm cat thì là đặc biệt là khi mà cái nối chuỗi là như này, nó sẽ nối cái chuỗi thứ hai vào chuỗi thứ nhất. Thế và cuối cùng nó toàn bộ cái chuỗi ấy thì là cái chuỗi dash mới, chuỗi thứ nhất mới, nó sẽ là bao gồm cả chuỗi thứ hai và chuỗi thứ nhất đã được nối, đúng không? Tức là nó nối vào như thế này. Thì vậy là sau khi thực hiện hàm syncat chuỗi dash là, tức là dash đây là một cái dash mới, thì vậy dash bây giờ là gì? Đây là chuỗi dash, đây là chuỗi source, hai cái nối vào nhau. Thì cái đoạn này mọi người có hỏi gì không? Đấy, thì cái này chắc là không có vấn đề gì đó. Không có vấn đề gì. Thì bây giờ chúng ta nối hai chuỗi lại. Thế thì tiếp tục chúng ta vẫn lại tiếp tục thực chiến với lại cái ấy thôi. Bây giờ cái này bắt đầu khó hơn, đúng không? Tức là đôi khi là cho một hàm xong chúng ta đi tìm một ký tự trong chuỗi, đúng không? Thì bây giờ thí dụ như tôi nói là cái phần mềm mà dịch tiếng Anh sang tiếng Việt thì đầu tiên nó phải làm gì? Tức là nó đưa cho một đoạn text vào, nó phải cắt cái đoạn text ra từng câu một, xong sau đó nó dịch từng câu một, xong nó nối lại với nhau, đúng không? Thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải biết là chỗ nào là kết thúc câu. Thế vậy là cho một text vào thì đầu tiên chúng ta phải cắt thành từng câu một, xong chúng ta bắt đầu xử lý từng câu một, đúng không? Thì bây giờ là đưa ra một chuỗi rất dài là gồm có hai câu là học lập trình C không khó, chỉ cần đọc và vọc thật nhiều, chấm than, chấm than, chấm than. Thì bây giờ chúng ta hãy tìm chỗ nào có dấu chấm thì chúng ta sẽ đưa vào cái char là có dấu chấm ở đây, tức là char CH bằng mở ngoặc đơn chấm, đúng không? Ngoặc kép thì tức là chuỗi, nhưng mà ngoặc đơn thì là một ký tự. Thế xong sau đó thì chúng ta đặt một cái red, đúng không? Thì để là một cái char red đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là red thì bằng là string, tức là gọi cái hàm string char này thì là đặt cái string vào trước, tức là học lập trình C không khó, chỉ cần đọc vào code thật nhiều chấm than vào trước, và đặt cái char là dấu chấm ở sau, thì cái hàm này nó sẽ tìm đến cái ký tự nào có dấu chấm và nó sẽ dừng lại ở cái red đó, đúng không? Nó là một cái pointer đến một cái character, thí dụ nó chỉ vào đúng cái sau cái chỗ khó này. Để chuỗi đằng sau dấu C, đúng không?
thì chữ C này thì nó sẽ bỏ cái cha vào chữ, vậy là khi nó in ra nó sẽ là in ra là chuỗi đằng sau dấu chấm, tức là nó chấm là hai chấm, và nó in string thì nó sẽ là chỉ cần đọc và vọc code thật nhiều. Tức là bởi vì cái thực ra red đây là một cái chuỗi, tại vì nó là một cái một con trỏ tới một ký tự, đúng không? Con trỏ tới một ký tự thì đằng sau ấy là chuỗi thôi. Vậy là bây giờ con trỏ thay vì nó chỉ vào đầu thì bây giờ nó chỉ vào đúng cái dấu chấm rồi, thì nó sẽ đọc từ cái dấu chấm trở đi, thì vậy là chỉ cần đọc và vọc code thật nhiều chấm than chấm than chấm than. Đấy, thế và nó cũng dừng lại ở đấy. Thế vậy là mình có thể dùng cái hàm string chart này để mà mình tìm các dấu chấm. Thế sau đó thì mình lại nếu mình làm một cái thí dụ một cái chuỗi này có một nghìn câu chẳng hạn, là mình có thể làm cái vòng lặp, đúng không? Vòng lặp này dùng while loop và cứ lặp, tức làm đi làm lại cho đến khi nào mà đến tận end of file thì nó mới dừng lại, và nó có thể đọc ra từng câu một. Đấy, thì có thể lấy tất cả các câu, thì các em về nhà thử dùng cái hàm này để mà thí dụ có một cái text, không biết một cái chuỗi không biết bao nhiêu câu, thế mình có thể là đọc cái chuỗi ấy và lấy ra tất cả các câu và in ra tất cả các câu ra màn hình, hoặc là in tất cả các câu ra một file chẳng hạn, làm cái bài tập như vậy, đúng không? Rồi mình cứ xong chạy thử xem là nó có in đúng không. Đó. Thì thay vì string chart đây thì các em phải là mở một cái file đọc toàn bộ tất cả các chart ở trong cái file vào cái string này. Thế xong sau đó thì lại dùng cái hàm string chart này để mà đọc dấu chấm, đúng không? Cứ đến dấu chấm, nhưng mà thay vì đọc đến cuối thì mình phải đọc cái phần đầu, mình phải tách ra cái string ở đầu. Thì nó phải hơi sáng tạo một chút, thì các em thử làm cái bài tập đấy. Cũng dễ thôi, không có gì khó. Cứ làm nhiều khác hay. Đây mà có một cái hàm nữa là so sánh hai chuỗi. Nó gọi là string compare. Compare tức là CMP, tức là viết tắt của chữ compare. Compare là so sánh của trong tiếng Anh. Thế là string compare. Đó, string CMP. So sánh hai chuỗi. Thì đây là cái code đó, thì chúng ta hãy đọc cái code này. Có một cái string 1 gồm có 15 ký tự và có một string 2 là có 15 ký tự, đúng không? Đọc code chỉ thế thôi. Hàm tất nhiên là stdio rồi string.h. Xong sau đó thì có một cái số nguyên. Xong đó string copy vào string 1 là A, B, C, D, E, F. Và string 2 thì mình copy là A, B, C, D, E, F. Nhưng mà là bằng chữ in. Thế xong rồi so sánh hai cái. Thế nếu mà red nhỏ hơn 0 thì có nghĩa là chuỗi string 1 là ngắn hơn string 2. Nếu mà red lớn hơn 0 thì chuỗi string 2 là ngắn hơn string 1. Còn lại, trường hợp còn lại, nếu không phải cả hai cái này, tức là trường hợp ấy là red bằng 0, đúng không? Thì chuỗi S1 bằng chuỗi string 2, return. Đúng không? Đấy. Thì cái hàm này nó so sánh là như vậy. Thì nó chạy cái này sẽ biết là nó sẽ chạy vào cái nào, đúng không? So sánh cái nào là so sánh cái nào ngắn hơn hay cái nào dài hơn. Đấy, ok. Bây giờ là có cái hàm nữa là string toc. Toc tức là bằng nó viết tắt chữ token tiếng Anh, đúng không? Cắt thành các cái chuỗi thành các chuỗi con mà cách bởi dấu ngắt, ký tự trống đó, như lúc nãy em nào nói. Đúng không? Hoặc là một cái dấu ngắt nào đó tùy ý. Đấy, thì mình có thể đặt ký tự tùy ý vào đấy. Tức là ở đây câu chuyện là giả sử có một cái chuỗi có 80 ký tự và học C gạch ngang, chỉ cần gạch ngang đọc và vọc, đóng hoặc kép, đúng không?
và mình sẽ định nghĩa cái dấu ngắt. Có thể đặt định nghĩa bất kỳ nhé, nhưng mà ở đây chúng ta lấy dấu ngắt là gạch ngang. Thì cứ đến chỗ nào gạch ngang thì chúng ta cắt ra. Thì vì vậy là chúng ta chờ đợi là nó sẽ cắt thành học si, xong rồi chỉ cần, xong đọc và vọc. Vậy nó cắt ra làm ba cái chuỗi. Còn nếu mà chúng ta để ở đây là ký tự trống chẳng hạn, thì cứ đến ký tự trống nó sẽ ngắt. Thế thì nó sẽ ra là thành học, xong si, xong gạch ngang, xong rồi chỉ, xong rồi cần, xong rồi gạch ngang, xong đọc, xong gạch ngang, xong và, xong vọc. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta để chữ gạch ngang. Thế thì chúng ta sẽ có một cái định nghĩa, một cái chuỗi là token, đúng không? Token ấy ý nghĩa là tức là một cái chuỗi. Chúng ta cắt ra được chuỗi nào thì chúng ta lưu vào trong token đấy. Thì lấy token đầu tiên, đúng không? Token stock string S. S này là gạch ngang, đúng không? Dấu gạch ngang để sau. Và string học C chỉ cần đọc và vọc vào trước. Thì khi gọi hàm stock chẳng hạn thì nó sẽ ra token, đúng không? Thì nó sẽ là chúng ta sẽ có được là token sẽ ra là học si, đúng không? Thế và thế là cuối cùng là chúng ta bắt đầu làm tiếp, đúng không? Đấy, làm thử một lần thôi, làm tiếp tục là while token không bằng null, tức là nó cứ đọc tiếp, khi nào đọc xong thì token nó không bằng null, nó bây giờ nó là học si, xong sau đọc tiếp thì sẽ ra chỉ cần, đúng không? Xong đọc tiếp thì nó sẽ ra đọc và vọc. Nhưng đến khi mà đọc hết rồi ấy, thì token nó không đọc được nữa thì nó sẽ bằng null, mà bằng null thì là nó dừng lại và nó return zero, tức là nó sẽ nhảy qua cái vòng lặp này. Còn nếu mà token nó vẫn còn có nghĩa là chúng ta vẫn có thể lấy ra được, thì chúng ta nó không bằng null, cho nên chúng ta luôn luôn là in token ra và luôn luôn gọi string top, đúng không? Thế thì luôn luôn lấy token ra thì là return zero. Đấy. Thì cái ý nghĩa của cái hàm này là như thế. Thì mình có thể đọc câu và các từ trong một file, đúng không? Đầu tiên là mình dùng cái tìm ký tự dấu chấm, thì tức là mình cắt ra thành từng câu một, xong rồi mỗi câu mình lại dùng ký tự trắng để mình cắt ra các từ, đúng không? Thế vậy là mình sẽ có là câu 1 sẽ tách ra các từ sau đây, câu 2 tách ra từ câu 3, câu 4 là mình có thể đưa một cái text vào để làm. Thì các em có thể dùng thư viện string, thư viện chuỗi này để mà đọc bất cứ cái text nào và tách ra thành từng từ, tách thành từng câu, tách thành những cái đoạn tùy ý, đúng không? Hoặc là mình có thể đặt là dấu phẩy chẳng hạn, cứ đến dấu phẩy thì mình dừng lại chẳng hạn cũng được. Hoặc là mình muốn tìm trong đấy là chỗ nào nói về giá cả chẳng hạn, cứ chỗ nào đô la hoặc là Việt Nam đồng thì dừng lại, đúng không? Có một danh sách đô la, Việt Nam đồng, rồi bảng Anh, euro chẳng hạn, mình bỏ các ký hiệu vào là cứ đến chỗ ấy là nó dừng lại, thì là mình có thể là xử lý chuỗi một cách theo ý mình muốn. Thì sử dụng hàm string top, đúng không? Thế vậy tức là sau đây thì mình nên là phải có một cái bài tập để mà sử dụng các cái hàm này thì mới ăn thua. Đấy. Nó cứ bật những cái này lên nhỉ. Có một cái hàm nữa, hàm cuối cùng mà chúng ta học ở đây thì là chúng ta dùng string, tức là chúng ta tìm một chuỗi con trong một chuỗi. Giả sử chúng ta có một chuỗi con nhưng chúng ta muốn xem trong cái chuỗi ấy có cái chuỗi con ấy hay không và nó ở chỗ nào, thì chúng ta dùng cái hàm string, thì là vẫn là khai báo là stdio string.h. Xong sau đó thì giả sử chúng ta có là một cái chuỗi là haystack, đúng không? Học lập trình team. Đấy, một cái chữ lăng nhăng như thế. Và thứ hai là chúng ta tìm chữ team ở trong cái chuỗi này, đúng không? Thì là needle là 10 là có chữ team. Thế xong sau đó chúng ta lấy một cái chuỗi red để mà lấy cái chuỗi đầu ra. Đúng không? Tức là nó phải
cái kết quả nó là như thế nào thì bỏ vào trong cái chuỗi mà có cái con trỏ là red đó. Hay là red bằng string string, đấy là cái cách gọi của cái hàm này thôi. Thì đặt cái haystack phía trước, đặt cái needle ở phía sau. Thế là và cuối cùng là chúng ta sẽ tìm xem needle ở trong haystack, đúng không? Thì là vậy là chuỗi con còn lại là bao nhiêu? Thì là team. Đấy thì nó sẽ chỉ vào đúng cái chuỗi team này. Đúng không? Chuỗi con là team. Đấy. Thì tìm được chuỗi con trong một chuỗi. Thế và return 0. Đó. Thì đây là cái định nghĩa. Thì trong phần mềm, mà thí dụ phần mềm dịch mà chúng ta làm một cái parser, tức là để phân tích cái dữ liệu đầu vào, thì chúng ta hay dùng cái này, tức là tìm xem là có cái từ ấy ở trong cái câu ấy hay không. Đúng không? Thì là trong phần mềm dịch là chúng ta cũng dùng cái hàm này rất là phổ biến. Ok, thế thì tức là chúng ta vừa nghiên cứu xong các cái hàm quan trọng nhất. Tất nhiên là còn rất nhiều hàm nhé, để làm những cái thao tác khác nhau. Các em có thể là về lại mổ cái thư viện này đọc thêm. Và trong mỗi phần ở trong trên Vietjet nó đều có ví dụ về các cái hàm này cả, để chúng ta hiểu được là cái hàm này dùng như thế nào. Thế đọc thật kỹ thì sau đó thì chúng ta bắt đầu có thể thực chiến được, đúng không? Có một cái ứng dụng gì thực tiễn để chúng ta lập trình. Đấy, thì thực chiến và kỹ xảo nâng cao. Thế thì tôi sẽ không, vì thời gian không cho phép, cho nên chúng ta có thể là chúng ta sẽ kiếm một cái chương trình nào tương đối dài ở trên mạng và chúng ta đọc và sử dụng rất là tốt các hàm và chúng ta vừa học. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ nói thêm một cái phần rất là quan trọng nữa, là một cái nội dung cuối cùng của hôm nay, tức là gọi hàm hệ thống và tương tác với hệ điều hành. Chương trình của chúng ta không những là đưa dữ liệu vào, đưa dữ liệu ra, nhưng chúng ta còn phải tương tác được với máy tính. Trong máy tính có những nguồn tài nguyên gì thì chúng ta đều có thể muốn lấy các cái tài nguyên ra để dùng. Đấy, thì chứ không phải là chỉ có đưa dữ liệu vào xong phải dùng cái dữ liệu mà mình đưa vào, không nhất thiết. Đúng không? Chúng ta có thể lấy các dữ liệu trên máy tính. Thì cái này gọi là, và cái cách mà để cái chương trình C của chúng ta là tương tác với cái hệ điều hành. Đấy, điều ấy giải thích là, cái phần này giải thích là tại sao chúng ta phải học cả phần cứng, phải học cả hệ điều hành, là chính vì là chương trình C là có thể tương tác với máy tính mạnh mẽ hơn, và trước tiên là tương tác với hệ điều hành. Ví dụ cái hàm là popen chẳng hạn thế. Thì trước khi mà hàm popen thì chúng ta sẽ xem nó làm gì, đúng không? Popen nó có nghĩa là nó sẽ thực hiện một cái lệnh trên command line. Thí dụ như là lệnh nghĩa là chúng ta biết là trên command line trên máy tính chúng ta ấy, nếu mà các em mở command shell ra, đúng không, cái màn hình màu đen đó, CMD, đúng không, thì nó sẽ hiện màn hình màu đen và em có cái lệnh là dir một cái thư mục nào đó, thì nó sẽ liệt kê tất cả các cái file có trong thư mục ấy ra. Thì thay vì như vậy thì là chúng ta sẽ dùng cái hàm gọi là popen, thì nó sẽ thay chúng ta là thực hiện cái lệnh shell đó. Tức là chúng ta có thể dùng trên command line bằng cách, tức là chúng ta vào cái shell đó, chúng ta gõ dir f workspace, thì là nó sẽ hiện lên những cái gì có ở trong thư mục này. Nhưng mà cái thằng popen nó sẽ thực hiện cái lệnh shell đó, và kết quả ở trên màn hình của lệnh shell đó thì nó sẽ đưa trên màn hình của cái chương trình này. Khi chương trình gọi đến dòng này cái là tự khắc nó hiện cái kết quả của cái lệnh dir open. Tức là vậy là cái syntax, tức là cái ngữ nghĩa của cái không phải cái quy tắc của cái cú pháp của cái lệnh popen này, tức là nó sẽ thực hiện một cái lệnh shell, đúng không? Bất cứ lệnh gì, thí dụ lệnh dir hoặc lệnh lệnh
delete hoặc remove chẳng hạn, thì mình có thể bắt chương trình này nó thực hiện các lệnh shell, đó là lệnh hệ thống. Đấy, tức là fp open tức là em bỏ lệnh bất cứ lệnh hệ thống nào, nhưng lệnh hệ thống ấy phải bỏ vào trong một bằng một cái chuỗi mà bỏ vào trong một cái dấu ngoặc. Đấy. Thế còn tức là thì vậy là sau đó cái hạ dòng sau nó nói gì? Nếu mà nó cái lệnh này không thực hiện được, đúng không? Tại vì lúc ấy fp nó sẽ là cho null. Thế là nó print fail to run command, tức là nó sẽ viết là cái lệnh này là thất bại, đúng không? Và nó chấm dứt ở đấy. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà không thất bại thì nó sẽ trỏ vào một cái file, và kết quả của cái lệnh này nó sẽ ghi vào cái file này, đúng không? Đấy. Thì sau đó thì mình sẽ in tất cả những các cái ký tự từ cái path, đúng không? Thì là nó sẽ tức là fp nó đọc vào path. Thế xong rồi tức là tất cả khi nó viết vào trong một cái file, tất cả những cái kết quả đầu ra trên màn hình, thay vì nó biểu diễn trên màn hình thì nó in vào cái file đó. Xong bây giờ nó dùng cái hàm fget, tức là nó lấy tất cả cái gì trong file, đọc từ tất cả các file ấy, nó bỏ vào cái chuỗi path, đúng không? Path này là một cái chuỗi mà có độ dài là 1035 ký tự. Thế và nó viết vào đó. Và ở đây tất nhiên là hàm fget thì phải viết size of path, tức là vậy là cái path ấy nó có độ dài bằng bao nhiêu, tức là vậy là nó copy toàn bộ cái này vào. Thì vì vậy là kết quả này nó chỉ có thể dưới 1035 thôi, đúng không? Nếu mà trong cái workspace này có kết quả nó ra dài hơn 1035 thì là nó chỉ in cho đến đấy thôi, tức là nó không in, tức là chỉ in 1035 ký tự đầu tiên thôi. Đó. Nhưng mà đây chúng ta để, còn nếu mà chúng ta muốn luôn luôn được thì chúng ta có thể tăng con số này lên 2000-3000 thoải mái, và sau đó chúng ta in cái path ra thì màn hình nó sẽ in ra cái kết quả của cái lệnh dear f workspace này. Sau đó thì phải đóng lại, đúng không? Chúng ta nói rồi, đã mở thì phải đóng. Thì vậy là phải là đóng cái file ấy lại. Đấy, p open. Mở cái này, vừa mở ra, vừa thực hiện cái này và vừa đọc cái kết quả của cái lệnh này vào cái file đó. Đó, thế và sau đó thì mình phải đóng cái file này lại. Thì cái đấy là quy tắc lần trước chúng ta học rồi, đã mở file thì phải đóng file. Đó. Đấy, thì đây là cái hàm p open. Thì ở đây cái ví dụ này muốn nói lên là cái hàm p open vừa thực hiện một cái lệnh hệ thống và kết quả của lệnh đó thì in vào một cái file. Đó, nó làm hai việc, tức là vừa thực hiện cái lệnh này và vừa đọc cái output của cái lệnh này, tức là kết quả đầu ra của cái lệnh này và chép vào cái file này. Thế xong sau đó phải dùng cái hàm fget thì để mà lấy kết quả ở trong từ file này ghi vào cái chuỗi path. Đấy, xong nhưng sau đó thì mình phải đóng cái file này lại. Đó, đấy là dùng cái hàm gọi là popen. Popen có thể thực hiện bất cứ một cái lệnh hệ thống nào mà chúng ta có thể thực hiện trên command line được. Thế sau đó thì có một cái hàm có thể dùng cái hàm system. Đấy. Thì ví dụ như là hàm system này có một cái hay, tức là nó gọi bất cứ một cái lệnh hệ thống nào khác. Đấy, thí dụ như là nó lại có một cách khác, tức là giả sử command, chúng ta lấy một cái chuỗi là command. Đây, chuỗi này cũng được gọi là chuỗi tĩnh, đúng không? Thế xong sau đó copy cái dear, chữ dear này. Dear là một cái lệnh của command line, tức là để mà liệt kê tất cả các thư mục, các cái file có ở trong directory đó thì dear. Thế và chúng ta copy chữ dear vào command, và chúng ta system là gọi bất cứ comment nào, cứ bỏ cái tên dear vào hoặc là delete hoặc là remove hoặc bất cứ cái gì đấy thì chúng ta copy vào đây, và khi chúng ta gọi system comment thì là nó sẽ gọi vào cái shell comment và nó thực hiện cái lệnh đó và output tất cả các thứ là output ra màn hình như bình thường. Đấy, như là chúng ta gõ bằng tay cái lệnh dear này chẳng hạn trên cái shell. Thì vì vậy là
màn hình chúng ta sẽ, khi mà chạy cái chương trình này, chúng ta sẽ thấy là nó hiện lên cái kết quả trong cái hình màu đen bên tay phải. Thế vì vậy là chương trình máy tính là có thể thực hiện tất cả các hàm hệ thống được như là chúng ta thực hiện trên command line. Chúng ta biết rằng là trong lệnh command ấy, thì chúng ta có thể định nghĩa được một số cái biến, nó gọi là biến hệ thống, đúng không? Biến môi trường, đúng là biến môi trường. Tôi viết nhầm là biến hệ thống nhưng thực ra là biến môi trường. Thí như path tức là gì này, rồi home là gì, rồi root là gì, thì chúng ta có thể định nghĩa được. Thí dụ như là path có thể là như thế này, rồi là home có thể là null, nhưng mà có thể là c, hoặc là root thì có thể là gì đó. Tức là chúng ta có thể định nghĩa các biến, có thể tên tôi, có thể định nghĩa bất cứ thứ gì ở trong một cái file config, đúng không? Thế thì khi mà một cái máy tính của chúng ta khởi động một cái thì tất nhiên nó phải đọc từ cái file config đó những cái biến này, và những cái biến này là tự động nó biết, đúng không? Để cho các cái chương trình là nó khi nó chạy trên cái môi trường này thì nó tự động lấy các biến đấy, nó phải biết là nó nhìn vào directory nào, đúng không? Nó tại vì nếu không định nghĩa path thì là nó không biết là những cái tài nguyên của mình nó nằm trong directory nào, cho nên nó phải có biến môi trường. Thì bây giờ lấy biến hệ thống thì nó dùng một cái hàm nó gọi là get and path, get and home, get and root, thì tự động là tất cả những biến này nó được đọc vào các biến ở chỗ này. Đúng không? Path là gì thì nó đọc luôn ra đây và nó in ra luôn. Đúng không? Get and thì nó sẽ thành một cái chuỗi. Thì chúng ta sẽ xem cái hàm get and nó như thế nào. Đây, hàm get and đây. Mọi người nhìn thấy hàm get and chưa? Hello. Thế rồi ạ. Thế. Đấy, hàm get and là tìm chuỗi môi trường được trỏ bởi name và trả về giá trị gắn kết với chuỗi đó. Thí dụ như name bây giờ là path hoặc là home hoặc là bất cứ cái biến nào mà mình đã định nghĩa, đúng không? Thì mình sẽ lấy lại được cái chuỗi đó. Thì chuỗi bằng mình đề nó là C, xong rồi user hoặc là window hay gì đấy, nó nằm trong thì nó sẽ trả lại cái name đấy, và cái chuỗi này mình sẽ lấy được cái biến môi trường ấy. Rồi sau sử dụng biến môi trường ấy để làm gì thì là cái chương trình mình sẽ tiếp tục. Vậy chúng ta có thể đọc được tất cả các biến môi trường trên cái hệ điều hành đó, đúng không? Vậy là để mà tương tác với hệ điều hành, chúng ta có cái hàm là popen, tức là chúng ta thực hiện một cái lệnh, rồi xong rồi chúng ta copy toàn bộ output của cái lệnh đó, kết quả của lệnh ấy vào một file, đúng không? Sau đó thì chúng ta dùng cái file ấy để làm gì thì tính sau. Thứ hai nữa là chúng ta dùng lệnh system. System tức là chúng ta thực hiện cái lệnh đó, không bỏ vào file thiệt gì cả, thực hiện cái lệnh đó, bụp, thì nó sẽ output toàn bộ ra màn hình, thì dùng lệnh system. Và cuối cùng là chúng ta lấy được các biến môi trường là dùng get and. Thế với cái phần này thì chúng ta kết thúc cái bài giảng hôm nay. Thế bây giờ chúng ta còn cỡ khoảng 25 phút nữa thì mọi người có thể đặt câu hỏi hoặc chúng ta có thể trò chuyện xem là học như thế này thì liệu là đã làm việc được chưa, hay là các em còn tò mò tức là sau đây thì bọn em nên học như thế nào chẳng hạn, thì các em sẽ đặt câu hỏi. Xin mời mọi người đặt câu hỏi. Dạ, em cảm ơn thầy Việt. Tiếp theo thì mời các bạn đặt câu hỏi cho thầy đi. Ở nhà cũng mạnh dạn đặt câu hỏi. Có một câu liên quan tới cái hàm string này, string ấy, là chuỗi ở trong cái chuỗi đó, thì là bạn hỏi là string nó có check được cái chữ viết hoa và chữ viết thường không ạ? Có chứ. Dạ.
Có. Tìm được bình thường đúng không ạ? Tìm được bình thường. Ừ. Nó phân biệt chuỗi viết hoa và chuỗi viết thường. Ừ. Dạ. Tại vì ở đây chúng ta hiểu ký tự, tức là ở trong, nếu mà các bạn lúc nãy có bạn nào đã hỏi về cái bảng ASCII ấy, đúng không? Thì thì bảng ASCII chúng ta sẽ thấy là viết hoa viết thường nó là hai cái ký tự hoàn toàn khác nhau, nó không có gì liên quan đến nhau cả. Đấy, thì tóm lại là để tôi nói trước khi các bạn có câu hỏi mới, tôi nói là kết thúc của cái này thì chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta xử lý chuỗi thật tốt thì tức là chúng ta đã có một chiêu ở trong ba chiêu để mà có thể ra hành nghề như là một nhà lập trình được rồi. Đấy, cho nên học lập trình có khó đâu. Chúng ta đã biết là lập trình vỡ lòng, đúng không? Có thể làm bất cứ thứ gì cũng được. Nhưng lúc ấy chúng ta chưa phải là, nếu mà lập trình theo kiểu vỡ lòng thì có vẻ có thể các bạn làm rất giỏi, có thể cũng làm được tất cả các thứ trên đời này, nhưng người ta cảm giác là mình làm chưa được là chuyên nghiệp lắm. Nhưng nếu mà xử lý chuỗi thật tốt là vào một công ty là người ta đã thấy là nể mình rồi đấy, đúng không? Không phải ai cũng xử lý chuỗi tốt đâu. Thế, thế xong rồi sau đó mình làm được giao diện và làm được cơ sở dữ liệu nữa thì các công ty đều nhận mình cả. Đấy, thì vậy là học lập trình để có cái nghề lập trình đâu có khó, đúng không? Tức là, nhưng mà quan trọng nhất là mình phải làm cho nhuần nhuyễn, biết thật nhiều hàm, đúng không? Và biết thật nhiều cái, đọc thật nhiều code, biết thật nhiều thư viện. Đấy là cái bí quyết thôi. Thế tóm lại đến đây là các bạn cứ luyện thôi. Thế còn về SQL thì các bạn có thể học một vài buổi, tại vì phải biết về cơ sở dữ liệu. Xong sau đó về giao diện chẳng hạn thì có lẽ là mình phải chuyển qua dùng một cái ngôn ngữ khác thì nó mới dễ. Dùng C mà đọc giao diện thì cực kỳ xấu xí mà cực kỳ vất vả. Đấy, cho nên tôi cũng không muốn là đưa vào bây giờ. Đúng không? Thì vậy là chỉ cần nắm được SQL và giao diện nữa là các bạn xong trở có nghề, tức là được gọi là có nghề. Đó, chúng ta biết là thuật nghệ pháp đạo mà, đó, thuật là vỡ lòng, nghệ tức là cơ bản, tức là có nghề, nghệ là nghề, nghệ nhân, đó, người có nghề, đó. Xong rồi pháp tức là giống như pháp sư ấy, là có thể hô mưa gọi gió được, đúng không? Biến hóa được, và đạo là có thể làm thầy cho thiên hạ. Đấy, thì có bốn mức chúng ta đã học đến nghề thôi, tôi chỉ dạy đến nghề thôi. Còn muốn hô mưa gọi gió thì chúng ta sẽ phải học những cái cua mà đặc biệt. Đấy. Để hy vọng lúc nào đấy chúng ta sẽ nói chuyện đó. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. À, dạ hôm nay có thầy Đạt cũng tham gia với lớp chúng ta đấy. Thì mời thầy Đạt có thể chia sẻ cùng giao lưu với thầy về được mà. Đấy. Nếu mà không có... Thì hôm nay buổi cuối thì tôi tham gia cùng để... nhất là để nghe cái bài giảng của thầy Việt, thì thứ hai nữa là cũng để cuối cùng thì có mấy lời coi như là cảm ơn thầy Việt để kết thúc lớp học và cái khóa học thôi. Còn bây giờ chắc là ưu tiên để các bạn học viên các bạn hỏi trước, và có những câu hỏi liên quan đến chuyên môn. Bây giờ có thể giao lưu một chút, đúng không? Các em có thể hỏi những vấn đề, thậm chí là về con đường đi của mình sau này. Nếu mà các em là tài năng lập trình thì có nghĩa là các em phải hướng tới là sau này các em làm ra một công nghệ gì, chứ không chỉ không hạn chế ở lập trình, đúng không? Nếu mà chỉ lập trình không thì không cần phải tài năng. Tài năng lập trình là phải làm gì hơn lập trình nữa. Đấy, thế thì các em có thể hỏi về con đường, ví dụ như là các em có thể muốn là nghiên cứu công nghệ, nghiên cứu khoa học chẳng hạn, thì các em có thể viết thư cho tôi. Muốn xin tham gia một nhóm nghiên cứu, hiện nay cũng có một số cái thứ nghiên cứu mà tôi tóm lại là thế này này, thực ra là lập trình nó cũng như tập bơi, cứ phải thả xuống nước, đúng không? Có project đấy, nghiên cứu, mà cái đề tài nghiên cứu nó càng hấp dẫn bao nhiêu thì mình sẽ học nhanh bấy nhiêu. Đấy, chắc là các bạn bật
micro bật camera lên nói thẳng thôi, không cần là phải chat với qua từ tiếng nữa. Đấy, tranh thủ mọi người có những cái chia sẻ thì như là thầy Việt vừa đề xuất đấy, mọi người các bạn cứ mạnh dạn lên trao đổi chẳng mấy chi. Nào và các bạn nào, vừa nãy là thấy bạn Nghĩa, Trọng Nghĩa là cũng hỏi nhiều lắm. Thì Nghĩa ơi, em bật camera lên để em cùng giao lưu hỏi. Quý nhờ thì Việt tắt cái màn hình đi ạ. Ok. Chúng ta quay trở lại là chúng ta trao đổi với nhau, nhìn thấy nhau. Ok, đây. Chắc các bạn còn bệnh lẽn học với thầy buổi thứ năm rồi mà còn bệnh lẽn. Cũng không sao, tại vì các bạn vẫn còn chắc là còn trẻ quá, đâm ra chưa thực sự là mạnh dạn. Đó thầy ơi, thầy có thể chia sẻ sơ những cái dự án mà thầy đang có để cho các bạn nghe các bạn hình dung được không? Ok, thí dụ như một cái dự án như thế này, tôi đang quan tâm. Nói chung là tôi có cỡ khoảng 3-4 cái lĩnh vực, nhưng mà lĩnh vực mà tôi làm lâu năm nhất từ khi trở về Việt Nam thì lúc ấy vừa làm ở bộ nhưng mà vừa làm là vấn đề xử lý ngôn ngữ tiếng Việt. Đó, tôi rất là quan tâm vấn đề ngôn ngữ. Thì thí dụ có một cái đề tài nó thuộc về xử lý ngôn ngữ mà nó trước nó thuộc về một cái đề án, một cái dự án cấp quốc gia, nhưng mà về xử lý các gọi là các công nghệ dịch đa ngữ. Nhưng mà tôi trích ra thì hiện nay làm một cái tức là nhận dạng chữ Hán Việt. Đúng không? Thí dụ mình đi lên chùa hay là đấy thì mình thấy những câu đối hay là câu hoành phi thì toàn là bằng chữ Hán cả. Chả hiểu nói cái gì cả, đúng không? Đến cái chùa gì cũng chả biết tên nó chùa gì, ở cửa nó cũng làm một cái chữ 3-4 chữ Hán. Thế thì mình chỉ cần đưa cái điện thoại di động nó đọc, bấm pụp một cái thì nó sẽ hiện là cái chữ gì, ví dụ như là Pháp Vân Tự hay là đấy là chùa Pháp Vân chẳng hạn thế. Tức là mình có thể hiểu được, hoặc là các cái câu đối của nó sẽ hiện lên được. Thì tôi đang tính là làm thế thì cái hình ảnh đó nó sẽ đưa vào, đúng không? Và nó sẽ nhận dạng ra là chữ gì bằng, tất nhiên là chữ vẫn là chữ Hán thôi, nhưng mà nó dưới dạng Unicode, xong sau đó chữ Hán ấy mình phiên âm ra tiếng Việt thì mình phải viết một cái module. Đầu tiên là có module nhận dạng, xong module là phiên âm ra tiếng Việt. Thế xong sau đó thì lại có một cái giao diện để em có thể tra từng từ một để hiểu được là đấy, tức là đấy, thì cái đấy có thể giúp mọi người đi du lịch có thể hiểu được lịch sử mà không cần học tiếng Hán, có thể đọc các bia rồi tất cả các văn bản cổ được. Đang có một cái dự án là như thế. Đấy là xử lý chuỗi hoàn toàn, không có gì cả, đúng không? Thứ hai là tôi đang bây giờ gần đây thì nó có những cái sử dụng công nghệ học sâu, đúng không? Tức là mình có thể tích lũy rất nhiều dữ liệu để mà mình nhận dạng. Ví dụ thế thì tôi đang có cái dự án tức là phát triển các cái công nghệ để phát hiện âm thanh lạ. Ví dụ thế. Hoặc là ví dụ như có một cái bài hát chẳng hạn. Thế là mình có thể dùng cái phần mềm này để tách âm nhạc ra khỏi các bè hát. Đó. 2-3 người hát, bè nữ, bè nam, tách là các ông hát riêng, nhạc riêng chẳng hạn thế. Thế đấy là cũng là một cái đang làm. Ứng dụng vào đâu thì ứng dụng rất là nhiều. Thế còn nữa thì tôi đang làm cái hệ thống mà hệ thống xuất bản, tức là xuất bản sách, đóng sách, dịch sách, rồi bán sách trên mạng, rồi vân vân. Đại khái có một số cái dự án đấy. Thì tôi có một cái blog, thì mọi người có thể vào cái blog đấy để mà xem các dự án tôi đăng trên đấy. Tôi mới đăng một phần đấy thôi, thì mọi người vào đấy có thể xem được. Thì ai muốn tham gia thì có thể tham gia. Không biết là các em ở mới học trung học hay là gì thì liệu đã có thể tham gia được chưa, tại vì toán chưa học đến đâu thì chưa biết.
Nhưng mà bao giờ cũng có những việc mà có thể vào lúc đầu phải chịu khó làm phó nhỏ cho các anh, các chị, các thầy cái đã, thế xong dần dần mình tham gia những cái việc khó hơn. Hiện đại khái như thế. Tất nhiên tôi có một cái đề tài khác, tức là làm về hệ thống an toàn bảo mật, an toàn an ninh mạng, phát hiện những kẻ xâm nhập rồi vân vân nọ kia, thì nó phức tạp hơn một chút, phải biết nhiều công nghệ hơn. Thế còn mấy cái đề tài mà tôi vừa nói vừa rồi là chỉ cần biết lập trình thôi, còn chưa, không cần biết nhiều công nghệ, đúng không? Nào xem các em là, ai có ý tưởng gì cũng có thể nói. Xem là thí dụ em có một cái ý tưởng là làm một cái gì đó, thế nhưng mà cần phải học cái gì để có thể lập trình, để có thể thực hiện được cái ý tưởng đó chẳng hạn, thì cũng là một câu hỏi tốt, đúng không? Các em tài năng thế thì phải có rất nhiều ý tưởng chứ, đúng không? Em chào các thầy ạ. Em là Vũ Tùng Minh á, học viên khóa 1 của câu lạc bộ. Thì nghe thì thầy nói về việc mà ý tưởng để làm một dự án nào đó, thì em trùng hợp đây em cũng có một cái dự án đang thực hiện. Và hơi gấp một tí là ngày mai em phải trình bày dự án đó luôn rồi. Bởi vì là em dùng cái dự án này để tham gia tin học trẻ. Và cái đề tài của dự án này là một mạng xã hội, nhưng mà cái mục đích của nó là nhắm đến các học sinh. Và mạng xã hội dành cho mục đích học tập ạ. Tức là học sinh có thể liên kết với nhau và chia sẻ các nội dung học tập trên đó, hoặc là có thể tham gia các bài kiểm tra hoặc là các kỳ thi trên đó. Nhưng mà bởi vì thời gian hơi gấp quá cho nên là em chưa phát triển được nhiều, và cái phần bảo mật cũng như là cái phần mà tính năng cũng chưa hoàn thiện. Thì em chỉ muốn hỏi là các thầy có thể đưa ra một cái hướng phát triển và trình bày cái dự án làm sao để mà có thể đó, người ta có thể nhìn nhận được cái dự án và cái hướng đi của, cũng như là cái ý tưởng để mà mình được đầu tư thêm không ạ? Ok. Nếu mà mình trình bày dự án nhé, thì đầu tiên mình phải có các trình tự, nó phải như sau, đúng không? Thứ nhất là mình xem là ai là người dùng. Cái đấy là rất là cái quan trọng số 1, đúng không? Ai là người dùng? Thì từ ai người dùng ấy thì mình sẽ ra là các kịch bản dùng. Ví dụ như ông này có thể vào làm điều A, nhưng mà điều là để làm điều A ông phải thực hiện bao nhiêu thao tác, đúng không? Và ông đưa cái gì vào và ông nhận được cái gì? Tại vì lập trình như ông nói hôm nay chỉ nói là đưa vào một cái dữ liệu và mình xử lý, xong mình chuyển dữ liệu đầu ra, thì dữ liệu là như thế nào? Thì đầu tiên là muốn có các kịch bản đó thì em phải thiết kế cái giao diện. Đấy là cái mà chúng ta chưa học tới. Nhưng mà em phải nói là các kịch bản giao diện, thí dụ như em phải nói là có 3 kịch bản. 3 kịch bản ấy thì là kịch bản thứ nhất là cái người, thí dụ như có 3 loại người dùng, đúng không? Một cái là admin, tức là người quản trị hệ thống. Hai là người sử dụng. Và 3 là người chủ của về content. Admin kia là admin về mặt kỹ thuật nhé, để mà bảo đảm an toàn an ninh, rồi là log in như thế nào, config hệ thống, xây dựng hệ thống. Còn cái người mà quản trị về content thì phải khác, tức là nội dung của cái trang ấy, thì người ấy phải đưa bài lên rồi các thứ. Thì mình phải làm 3 cái giao diện cho 3 loại người ấy, đúng không? Tối thiểu là 3 giao diện. Mỗi giao diện nó phải có những cái nút như nào mình phải mô tả được. Đấy, thế thì phải mô tả được các kịch bản cho từng đối tượng sử dụng một. Thí dụ mình biết là có 3 đối tượng sử dụng hoặc 4 đối tượng sử dụng. Mỗi đối tượng sử dụng sẽ có những kịch bản dùng sau đây. Và mỗi kịch bản nó sẽ có các thao tác lần lượt như thế nào, mình phải mô tả hết ra. Thế xong sau đó thì là mình bắt đầu là cái giao diện ấy nó sẽ lấy dữ liệu đâu vào, đúng không? Có dữ liệu như thế nào thì nó sẽ phản ứng như thế nào. Thì là mình phải xử lý để ra cái phản ứng. Và khi dàn có kết quả rồi thì mình lại phải thực hiện là thay đổi cái giao diện như nào để coi như kết quả của nó. Đấy là cái việc đầu tiên là em phải làm là kịch bản sử dụng, đúng không? Đấy, cái thứ hai là em phải cái mạng xã hội ấy, thì tôi nghĩ rằng mạng xã hội nếu mà em trình bày mà theo kiểu em viết từ đầu, tôi không biết là em viết từ đầu hay là em
sử dụng một cái công cụ nào khác. Tại vì hiện nay nguyên tắc là tất cả những cái ý tưởng kiểu như thế này là nó không phải là mới, đúng không? Mạng xã hội thì đầy rồi, mã nguồn mở nhiều lắm. Thì em nên dùng một công cụ mã nguồn mở nào đó. Thì em trình bày là thí dụ tôi dùng mã nguồn công cụ A, công cụ B, công cụ C gì đó, thì em phải nói 2-3 cái, em so sánh là cái nào nó phù hợp với mục đích của mình, các kịch bản của mình cần làm, đúng không? Hơn ví dụ, giả sử là em muốn là phục vụ nào đó thì cái mạng xã hội ấy nó phải chạy trên nền web, rồi nó sử dụng tài nguyên như thế nào, rồi em có tài nguyên như thế nào thì nó phải phù hợp. Thì vậy là em chọn lấy một cái một số tính chất của cái mạng xã hội, em chọn và em chọn đến một cái, và em phải thuyết phục với lại cái người mà bảo vệ là tại sao em chọn cái công cụ đó. Đó, kịch bản. Và cái chọn đấy nó phải phụ thuộc vào cái kịch bản mình dùng. Đó, nhu cầu của mình là như nào thì mình chọn nó phù hợp. Thế xong sau đó thì cái mạng, cái công cụ đó nó có những tính năng gì mà mình còn thiếu thì mình phải phát triển. Như vậy là mình phải nói rõ được là tôi làm có cái gì mới. Còn nếu mình build cái hệ thống của người ta xong rồi là nó hoạt động ngay thì mình chả có đóng góp gì cả. Đúng không? Mình chỉ dùng cái công cụ ấy thôi. Thì tôi phải làm cái gì mới, và danh sách những cái mới mà mình phải làm, phải bổ sung vào cái còn thiếu của họ. Đấy là vậy, là ý tưởng của mình là ở đóng góp của mình là chỗ đó, thì mình phải nói người ta biết là tôi đóng góp ở chỗ nào. Thì xong rồi thì tôi phải làm, sẽ có một cái danh sách của những việc mà cần làm đó. Và sau khi có danh sách việc cần làm rồi, mình phải kết luận là làm thế nào để thực hiện những việc đó. Thí dụ có 10 việc cần làm thì cái việc đầu tiên tôi làm như thế này, việc thứ hai làm này, thì chúng ta phải có một cái thiết kế đấy. Thế và sau cuối cùng thì em sẽ báo cáo kết quả là sau khi tôi thực hiện việc đó thì kết quả như sau. Thì phải có một cái gọi là báo cáo thử nghiệm. Thì thấy rằng là với mỗi cái kịch bản như vậy, chúng ta có cỡ khoảng 3-4 cái test case, đúng không? Trường hợp, tức là thử nghiệm. Thì và nó đều pass cả, kết quả ra hoặc là kết quả vẫn cái này vẫn. Và cuối cùng mình sẽ tóm tắt là nó tất cả những chức năng này chúng tôi đã đáp ứng được, nhưng mà trong tương lai tôi sẽ phát triển như thế nào tiếp tục. Tại vì không có thời gian, phải thành thật như thế thì người ta mới thấy ấn tượng. Chứ còn mình bảo cái gì mình làm được thì người ta nghĩ là mình nổ to quá, đúng không? Thế thì mình bảo là trong tương lai tôi có thời gian nhiều hơn, tôi sẽ làm những cái này, cái này, cái này. Thế thì một cái bản trình bày như thế là gồm có 6 phần như vậy thì rất là ấn tượng. Đó. Thế thôi. Thì cái template để trình bày một dự án nó đại khái như thế. Dạ. Dạ vâng ạ, em đã ghi nhận được rồi ạ. Em cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Nào, mời tất cả mọi người. Cảm ơn thầy. Có một bạn Nghĩa thì cũng hỏi là tại vì do bạn tháng 8 năm nay á, là bạn ấy sẽ thi cái sản phẩm chuyển đổi giọng nói sang văn bản dùng cho các application trên máy tính. Nhưng đợt thi khoa học kỹ thuật mà trước á, là bạn ấy đã có thi khoa học kỹ thuật trước đó, thì bạn ấy hay bị ban giám khảo treo là vì là em vẫn còn dựa dẫm ở trên platform của Google, cụ thể đây là Google Cloud. Thì theo thầy như vậy thì là có đúng không, hay là bạn ấy cần phải suy nghĩ thêm hoặc là đào sâu thêm hoặc là đưa ra các tính năng mới hay như thế nào ạ? Cái đó thì có nghĩa là như thế này, theo tôi hiểu đúng không, thì là em sẽ gọi các cái API của Google, tức là mình sẽ có một cái phần mềm của mình sẽ kết nối với một cái micro, thì người ta nói cái gì vào thì mình lấy cái stream đó, tức là cái chuỗi tiếng nói đó, đúng không? Mình gửi toàn bộ cái dữ liệu ấy lên trang của Google. Thế và trang Google nó sẽ dịch ra string, nó trả lại string cho mình và mình đưa string ra thôi. Thế mình bảo đấy là mình nhận dạng tiếng nói, nhưng thực ra thằng Google nó nhận dạng, đúng không? Đấy, thế thì cái đó thì là nếu mà theo cái template tôi vừa nói với em Minh như vậy thì mình phải thật là song phẳng. Mình phải nói là cái ứng dụng của tôi chỉ là một cái giao diện để mà tôi đón cái giọng nói để tôi cho Google nhận dạng thôi. Thế thì các thầy nói là dựa trên Google nhiều. Nhưng mà nếu mà mình làm một cái engine nhận dạng giọng nói
Hiện nay là tôi cũng có một cái dự án là làm cái engine dẫn dạo giọng nói thì rất là tốn kém, mất thời gian chứ không phải ấy nữa đâu. Về nguyên tắc là phải có rất nhiều giọng nói. Đấy, thì bọn tôi đang muốn build một cái engine như vậy độc lập với Google, đúng không? Mà đặc biệt là Google thì họ nhận dạng khắp thế giới, nhưng mà chúng ta nhận dạng chỉ tiếng Việt thôi thì có thể chúng ta làm hay hơn Google nữa. Đấy, khi mà mình nhận dạng được rồi xong mình còn sửa lỗi nữa dựa vào cái ngữ nghĩa của nó. Tại khi nếu mình nhận dạng chỉ cần sai lệch một tí thôi, tự nhiên là ra một câu vô nghĩa thì mình lại phải chỉnh cái câu vô nghĩa thành câu có nghĩa đấy. Đúng không? Ví dụ như là mình có thể có rất nhiều ví dụ như là mình nhận giọng tiếng Nghệ An hay nhận giọng tiếng Sài Gòn mà theo kiểu giọng Bắc chẳng hạn thì tự nhiên nó ra một câu khác. Hoặc là giọng Bắc ở vùng Hải Dương chẳng hạn, hay là L, N lẫn lộn, đúng không? S, nó không có, X, S nó khác nhau. Thì là người miền Nam người ta sẽ rất khó chịu. Thế thì mình nhận dạng là mình phải chỉnh sửa những cái lỗi ấy. Đấy, thì thí dụ như thì đấy là một cái còn nếu mà em muốn thì hiện nay nó có, thực ra là cũng làm thì nó không có vấn đề gì lớn, nhưng mà cái quan trọng nhất là em phải thu được khoảng, người ta nói là nếu mình muốn làm cái engine thì mình phải có khoảng một tối thiểu là 10,000 giờ thu âm của các giọng nói khác nhau. Đấy. Thế thì tôi nghĩ là cái đấy là cái tốn kém nhất. Tức là mình làm sao mà có thời gian đi thu âm của 10,000 giọng nói khác nhau và của 100 người, đúng không? Tất cả các vùng miền được, cả giọng nam, giọng nữ, vân vân. Thì cái đó là cái tốn kém. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ làm được ở đại học, là bởi vì có sự tham gia của sinh viên thì họ sẽ làm được cái engine đó. Thế còn cái engine để nhận dạng thì hiện nay nó có khoảng 5-10 cái engine tốt, ví dụ Candy hay là Dragon chẳng hạn. Đấy, thì là nếu em muốn thọc sâu vào cái đấy thì nó sẽ là một cái việc mà phải đầu tư rất là nhiều thời gian, công sức, thậm chí cả tiền bạc nữa. Chứ cá nhân tôi e là làm không nổi, đúng không? Thì em có thể nói là em cả làm cá nhân thì lấy của Google đã là tốt rồi, nhưng mà em phải có một cái gì mới của em nữa. Nếu em chỉ nhận dạng tiếng nói không thì mình chả đóng góp gì cả, mình chỉ làm giao diện thôi, đúng không? Mình có thể sửa giọng nói, tức là nhận dạng xong rồi có lỗi thì mình sửa từ một cái câu mà nhận dạng sai một chút thì mình sửa thành câu đúng, thế cũng đã là tốt rồi, đúng không? Đúng, đúng đúng như thầy là nhận định là phải làm việc chủ yếu là về API. Ừ. À, còn bạn khác nào có câu hỏi nữa không ạ? À, nếu như mà không có câu hỏi nào. Có một bạn gì vừa có một câu hỏi đấy. Có một bạn vừa có một cái gì về AI hay gì đấy, tôi thấy lóe lên xong rồi tắt ngay. À dạ đây. À, bà ấy hỏi là em đọc luôn ạ. À, bà ấy nuôi một con AI có tốn nhiều tiền không? Con AI là cái gì? Một con AI trí tuệ nhân tạo ấy ạ. AI ấy. Nuôi một con AI, tôi chưa hiểu con AI là gì. Dạ. Tôi ý nói một cái máy tính à? Cái robot ấy, dạ như là bot ấy. Thì em đọc luôn cho hết câu ạ, là vì em thấy cả VGA chuyên dùng để train AI thì cũng đã 200 triệu Việt Nam đồng rồi ạ. Thì cái này là liên quan tới cái việc chi phí cho Ok AI. Ok. Tôi hiểu được là một con máy tính mà có thể xử lý AI được, đúng không? À dạ. Cái đấy thì nó cũng tùy. Tùy tối thiểu. Nhưng mà ở đây hôm nọ có em nào đã hỏi về lập trình GPU, đúng không? CUDA. Tức là của NVIDIA ấy, thì một con 200 triệu.
200 triệu thì chưa phải là ghê lắm, nhưng mà cũng là được rồi đấy. Tức là thậm chí ít hơn em có thể làm được. Tức là tóm lại em phải có một cái máy. Nếu mà được i7 thì tốt, không thì i4 cũng được. Thế xong sau đó thì em mua cái con GPU em lắp vào. Thì em cũng bắt đầu làm sơ sơ được, nhưng mà không ăn thua. Nói chung là phải có cái máy. Nói chung là bọn NVIDIA ấy là phải mua cả cái máy chuyên dụng của nó. Thì nói chung là nuôi thì không có vấn đề gì, đúng không? Nuôi có nghĩa là mua cái máy tính như thôi. Thế còn tất cả công cụ bây giờ là nó đều các công cụ thì đều là mã nguồn mở nhiều, rất là nó chia sẻ cũng khá. Thế cho nên quan trọng nhất là đầu tư vào máy tính. Nhưng mà tôi nghĩ em không nên mua cái máy tính đấy, tốn tiền của bố mẹ vô ích và nó cũng rất mau lạc hậu, và cuối cùng là mua cỡ khoảng 200 triệu thì cũng không ăn thua gì cả. Nói chung là bây giờ máy tính mà để mà làm cái gì thực sự nó thật là mạnh thì nó phải đắt hơn, đúng không? 700-800 triệu gì đấy thì có nghĩa, mà khoảng hơn tỷ thì mới bắt đầu có nghĩa thực sự đấy. Thì tôi nghĩ là em nên tham gia các cái lab, hoặc là nếu mà câu lạc bộ của mình có kêu gọi được đầu tư ấy, thì cũng có thể đầu tư một số máy để cho các em lập trình CUDA, lập trình AI ở trên đó, đúng không? Tức là mình phải install một cái mạng neuron để mà nhận dạng chẳng hạn thế. Thì là và train một cái dữ liệu thì phải để đủ để mà chạy dữ liệu. Train một cái máy dịch chẳng hạn là có cỡ khoảng 1 triệu cặp câu thì có khi là mất cả một ngày. Cũng lâu phết đấy. Đấy thì nói chung là đấy. Thì Nghĩa vừa nói là em có thể là mua giờ trên Google Cloud, đúng không? Đấy thì cũng là ok. Tức là bỏ tiền ra làm, nhưng mà có cái điều là thế này này, mình phải có một cái máy mà cũng có GPU sẵn rồi, mình chạy một cách những cái prototype cho thật tốt trên máy rồi xong rồi mình, tại vì lên Google Cloud là nó tính theo giờ ngay. Đúng không? 1 giờ bao nhiêu tiền đấy chẳng hạn thì rất mau hết tiền. Thế bây giờ mình phải chạy thật tốt ở trên máy, những cái máy nhỏ và dữ liệu thật là nhỏ. Thế là cái code mình không bị những cái lỗi đáng tiếc, rồi sau đó mình mới đổ lên cloud mình chạy. Thì lúc ấy mình chỉ fix những cái lỗi mà mang tính chất là hệ thống thôi, chứ không phải là những cái lỗi thiếu dấu phẩy, dấu chấm gì cũng tiêu tốn giờ trên Google Cloud, thì lúc ấy các em không đủ tiền. Đúng không? Và thứ hai nữa, nếu các em tham gia các nhóm nghiên cứu như của tôi chẳng hạn, là có thể chạy trên những cái nền tảng của trường hoặc là của Viện Hàn Lâm chẳng hạn, thì cũng thì các em tham gia vào các em có thể dùng được. Cái quan trọng nhất là không nên mua cái đấy. Mua cái đấy nó vừa tốn tiền vô ích mà lại cũng không giải quyết được vấn đề gì. Các em có nhiều tiền hẳn hoi, có vài tỷ thì coi như tôi nghĩ là có thể các em nên mua. Thế nhưng mà nếu mà không có vài tỷ thì là nên theo kiểu Nghĩa, tức là chạy trên Google Cloud. Nhưng Google Cloud là nó gặm tiền mình rất là nhanh. Thế cho nên là kiếm một thầy nào đấy đang làm ở viện này, có những cái công cụ thật là tốt, ông được dùng miễn phí mà. Thế thì ta tham gia dự án nghiên cứu, thế xong ta chạy những cái chương trình mà chúng ta làm thêm, thì là miễn phí là tốt nhất. Cái gì miễn phí là đều hay cả. Đó. Vâng, cảm ơn thầy. Thưa thầy là chắc có lẽ là cũng đến giờ 10:30 rồi đấy ạ. Thì hôm nay thì chúng em rất là vui khi được thầy dành nhiều thời gian để giảng dạy và chia sẻ cùng trao đổi với chúng em. Thì chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe và để tiếp tục cống hiến nhiều cho thế hệ trẻ. Okay. Hy vọng là trong tương lai thì sẽ lại được tiếp tục gặp thầy để tiếp tục được nghe thầy chia sẻ tiếp. Thì chúc thầy cùng cả nhà cuối tuần vui vẻ và chúc ngủ ngon ạ. Dạ, em cảm ơn thầy rất là nhiều. Chào tất cả các em, chúc mọi người đều thành công nhá. Trong tương lai chúng ta gặp nhau ở trên đỉnh của công nghệ thông tin, đúng không? Các em sau này khởi nghiệp và trở thành những người
rất là mạnh mẽ như kiểu Bill Gates hay là Jeff Bezos hoặc là Elon Musk chẳng hạn đấy, cho Việt Nam được vẻ vang. Yeah. Chúng em cảm ơn thầy. Okay. Thì các bạn ở đây cũng là đều là tài năng lập trình trẻ đấy. Ừ. Yeah. Thì có bất cứ một cái vấn đề gì thì các em có thể gửi qua email câu hỏi hoặc là những cái cần phải tư vấn cái gì, tôi rất thích nói chuyện với lớp trẻ. Tư vấn du học hoặc là tư vấn về sự nghiệp, học cái gì trước, học cái gì sau. Rồi hành trang, đúng không? Lên đỉnh thì phải mang theo hành trang gì thì tôi có thể tư vấn cho. Đúng không? Chào tất cả mọi người. Cảm ơn thầy. Dạ.